Chào mấy chị. Mưa mấy chị nghe có lớn không? Mấy chị có nghe mưa lớn không? Chào chị Thư Bông mà. Chào cô Lân. Trời ơi cô ơi, cô Lân ơi, cô Lân. Lân ơi, bữa nay nhiều hàng đẹp lắm nè. Sài Gòn chỗ cô có mưa lớn không cô Lân? Trời mưa từ lúc 1 giờ mấy tới giờ. Em tính cũng nó ngưng xốp xốp lên like mấy chị. Quá lớn, trời mưa quá trời lớn luôn. Cái chị xuống xe trần. Hết mấy chị. Tối nay, à, quên rồi, không phải tối. Trưa nay có lan rất đẹp. Mà là lan tầm nữa. Mà là lan tầm nữa nha. Thì chị lấy nhớ. Cảm ơn chị Thư Phùng. Có nghe tiếng mưa lớn không mấy chị? Ui, quà kem hot lắm nè. Chào tất cả anh Quân. Chào chị Thu nha. Chào chị Thu. Quà kem hot lắm. Cũng nói luôn mấy chị á. Trời, trên đây mưa lớn quá trời quá đất luôn. Hello chị Vana. Vana ơi, nay có lan chị Vana sưu tầm nè. Chào chị Thu Gấu Nguyễn nha. Mấy chị, bữa nay có một cái giống lan này. Em nói sao ta? Trước giờ mấy chị mua thằng túi gì đây cô nữ? À, thằng túi vẫn nhờ. Chuẩn bị lên nè chị Hà Mai. Em nói mấy chị luôn, cái cây này á là xong rất là lâu rồi. Tại thị trường Việt Nam mình rất là hiếm mấy chị. Nói chung là gọi là khan. Khan cũng có luôn, khan rồi cũng còn có được vài cây. Còn cái này gọi là hiếm luôn. Chị mới nhận hậu điệp bà Liễu đẹp, cảm ơn em. Hồi sáng em thấy tin nhắn của chị Nhung rồi, không có kịp trả lời gì, lúc đó con mắt cứ nhướng lên, chưa có trả lời gì được trơn. Bữa nay là nên đi săn quà game. Cúp điện hả? Hôm nay thứ sáu cúp điện gì? Thứ sáu tỉnh cúp điện hả? À, nên đi săn quà game. Cậu hoa hồng xanh nào đẹp vàng không có đẹp chứ đâu. Chưa phải là gọi là đẹp đâu. Lên cái mặt hàng này mới gọi là đẹp nhất nè. Cái dòng này là cái dòng gọi là hàng tầm luôn rồi. Nó hiếm luôn rồi. Mấy chị trước giờ mấy chị mua Vanda, có Vanda nào đổi màu mấy chị chưa? Chưa đúng không? Mà có Vanda nào hiếm giống như cái màu em đăng cho mấy chị không? Em nói luôn á, đó là Vanda trắng đổi màu cho mấy chị. Bông siêu to, gọi là nó trúng là đường kính bông nó bằng cỡ một bàn tay cho mấy chị. Và cây đẹp lắm nha. Và cây là cây lá xíp, có nhảy con luôn. Vanda, Vanda này á, Vanda trắng này á. Trời ơi, sạc pin mà phải mở lên, đứng lên đọc comment của bà Vanda coi. Làm như chúng game bên em khó lắm cái gì á, mà mơ mộng hảo quyền nữa. Trời ơi, thiệt khổ, khổ tâm ghê luôn. Khổ tâm ghê gớm luôn á. Chúng game có gì đâu khó. Không có gì khó hết trơn á. Chào chị Nấm Ương. Hello chị yêu. Chúng game đâu có gì khó đâu. Không có khó gì hết trơn mấy chị. Mà chỉ là thời chưa tới thôi. Thời chưa tới thôi nghe. Chưa tới thời là chưa có tới chúng game. Còn chừng nào thời tới là cả không có kịp đâu. À nói luôn nè, chị Vana, chị đừng có cười, chị Vana, để em tập trung. Chào chị Thủy nha, Nguyễn Thúy. Để em tập trung, em quỳ quyêu cái cây lan này nữa mấy chị. Em quỳ quyêu mấy chị phải mua cho ăn được nè. Biết sao không? Cái cây lan này là săn rất là lâu rồi. Rồi là lâu cỡ, săn cỡ năm trước kìa chứ không phải là mới đây săn. Mà nó không có hàng mà phải đợi đến thời điểm này mới bung ra cho mấy chị được. Là gọi là săn lâu rồi đó nghe. Đây là cái mặt lan lần thứ hai em đi săn cho mấy chị. Nó đứng sau cái thằng vua mất đồng tím. Thằng này là thời gian săn rất là lâu nó mới có hàng. Nó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa, trước giờ chơi Vanda những dòng bông to, dòng rễ gió chưa có dòng nào đổ màu. Thì hôm nay có dòng này là dòng rễ màu. Và nó có một đặc điều đặc biệt đối với dòng Vanda trắng đổ màu này. Trắng là cái màu quốc dân, màu hot trend cho mấy chị. Thời điểm năm nay và cuối năm vừa rồi nó rất là hot. Kể cả không có màu trắng cũng ra. Bây giờ nhiều khi mấy chị thấy đen ru màu trắng cũng không có hàng luôn. Là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa, cái dòng Vanda này nó được nói như thế này.
khi lai tạo ra được panda đổ màu, nó làm thay đổi hẳn ngành công nghiệp hoa lan của Thái Lan. Thì ta nói là nó sẽ tạo một bước tiến mới cho ngành công nghiệp hoa lan của xứ sở Chu Giang là dòng panda này nè. Trước giờ panda nó làm Thái Lan là nó chuyên về những dòng lan công nghiệp, nhưng mà một khi mà nó lai tạo ra thì nó có một cái bước ngoặt mới cho ngành lan công nghiệp của cái xứ sở Chu Giang mấy chị. Là thằng này nè, khi lai tạo nó ra được nó rất là thành công, và gần như là panda đứng thứ nhất, bên Thái Lan đứng thứ nhất, không có nước nào đứng thứ hai sau cái ngành panda luôn, sau những cái mặt hàng về panda, những dòng lan công nghiệp hot nhất thị trường bây giờ. Lên cho coi nè, lâu lắm bà panda bắt cười nó thiệt thành. Tôi hứa gan với bà panda dữ lắm nha, em hứa gan với chị dữ lắm đó. Mưa gió mà cái giọng nói không nổi cũng ráng nè. Đừng có cười coi, cười cái gì mà cười không biết, không có cười nha. Coi đổ. Coi nè, coi nó đẹp hay không nha, bông nó có to hay không nha, cây nó có lớn không nha, và cây nó có đẹp không nha. Có ít lắm mấy chị, cây nè, cho mấy chị coi cây, cho coi bông rồi cho coi cây. Cây này là cây lá xếp, mà lựa cho mấy chị là cây có nhảy con là mới ghê chứ. Cây lá xếp mà từ, cũng giống như thằng Eco bữa mấy chị là nó xếp từ cái lá chân lên trên luôn. Em nói thật sự mấy chị, chắc hẳn nhiều anh chị sẽ săn cái giống này đây. Tại vì á, mấy chị sẽ có rất là nhiều loại lan ở trong nhà, nhưng mà riêng panda màu trắng em gọi là mấy chị là giống như là người ta hay nói câu thế này nè mấy chị. Người ta nói là đốt đốt đi tìm, hoặc là nói chung là mình săn mà săn với cái thái độ mà nó săn mà săn không có, chứ không phải săn có, nó cũng săn, người ta cũng săn nữa đó mấy chị. Cho coi nha. Tôi cười cho tăng mây mưa thiệt tình khổ ghê luôn. Đây là panda trắng đổ màu. Panda trắng đổ màu cho mấy chị nha. Panda trắng đổ màu cực kỳ đẹp và rất là hiếm cho mấy chị trên thị trường. Trời ơi, mưa gió mà không được 200 view là không tặng cái này đâu đó. Nói luôn á nha, không cho 200 view là không có tặng cái này đâu. Không cho 200 view là không có tặng đâu. Và bao giá rẻ nhất có thể cho mấy chị. Tại chị Vana chỉ cười chị chọc em á, chứ chị mà có động lực gì cho em đâu chị Tư Vọng ơi. Phải chi chỉ thả tim em á thì còn có động lực. Còn Vana toàn là bắt cười ha, bắt ghẹo em không á. Đây là mặt bông của panda trắng, dòng hoa lan sưu tầm cho mấy chị nha. Mấy chị thấy thị trường mình có, thị trường Việt Nam mình có mặt bông này chưa mấy chị? Thị trường Việt Nam mình có mặt bông này chưa? Em hỏi thiệt mấy chị á nha, em hỏi thiệt mấy chị á, chuyên đi săn những dòng panda, mấy chị đã thấy được mặt bông này trên thị trường chưa? Mấy chị hỏi em hỏi thiệt á, thì mấy chị coi nè, bông cực kỳ to, gọi là rất là to, nó to hơn cả một cái bàn tay cho mấy chị nữa kìa. Bông rất là to và siêu to, và khi một khi em bung cái giá này cho mấy chị ra là em bao về mức giá cho mấy chị, về bao về mức giá cạnh tranh, bao về cái nguồn hàng và bao về cái giá trả này trên thị trường cho mấy chị. Em hỏi thiệt nha, mấy chị đã sưu tầm được mặt hoa panda này chưa? Mấy chị đã thấy được nó chưa? Nói chung là hỏi thiệt có nghe không có vô chị chẳng chơi đó. Là mấy chị đã thấy nó chưa? Đã thấy được cái mặt bông panda này chưa? Hoặc là mấy chị đã tầm được cây panda màu nào nó giống như vậy chưa? Hỏi thiệt tình đó. Trả lời giùm em đi. Mấy chị nào chơi gửi gói mấy chị hỏi thiệt tình đó. Trả lời giùm em mới có chưa mấy chị? Chào chị Thi Trang. Chết mấy chị. Sao này chỗ này nó trơn dữ vậy trời. Lên lấy cây quạt em cho nè. Hello chị MB Tóc Hoàng Vũ. Em hỏi mà trả lời em hết trơn trời. Em hỏi thiệt mà mấy chị không trả lời em hết trơn vậy. Em hỏi thiệt á, mấy chị đã thấy được mặt hoa nó chưa? Cái mặt ba hoa em dơ lên cho mấy chị chưa? Thấy ở đâu bán ở vườn mình chưa mấy chị? Em toàn phát giờ, khó thế này ai xem được. Thật sự cũng muốn phát sớm cho mình lắm á. Mưa lớn á, năm công hoàng ơi. Mưa lớn chứ lắm, lớn luôn. Mà cây đẹp lắm nè, em hỏi thiệt á mấy chị. Mấy chị giả bộ, mấy chị trả lời cho em vui coi. Em hỏi là thật sự mấy chị đã thấy được cái mặt hoa panda này
tại thị trường Việt Nam mình chưa, hoặc là anh chị nào đã có sở hữu được một cây vanda nó có màu giống như vậy chưa? Hỏi thiệt á, em hỏi thiệt mà mấy chị không ai trả lời em hết trơn vậy. Có đâu mà kiếm mà lên mình iPhone nói gì trả lời gì ghi trả lời gì chưa? Chị vào chợ Lan mà chưa thấy cái hoa này, chưa thấy đúng không? Nó cảm ơn mấy chị nhiều trả lời em có động lực. Thấy rồi đó đúng mới đưa. Thật sự cái em cũng nói tại sao mà mấy chị chưa thấy được cái mặt bông này. Cái mặt bông này nó đã có lâu rồi, nó đã có lâu mà lúc mà thời điểm em săn cho mấy chị là từ cây mô, nhưng mà lâu lắm. Ngoài chợ Lan đầy hoa nhựa đó anh Nhân Cô. Chuẩn bị đi bầu cử đó Nhân Cô ơi. Nói chung là đây là cái mặt lan thứ hai mà em nhờ thị trường nó săn, hơn nửa năm mới có hàng cho mấy chị. Cây nó như thế này nè, cây nó như thế này và rất là đẹp. Hàng này cũng nói luôn là em bao về cái giá, bao về giá cả thị trường. Nếu mà anh chị nào thấy thị trường nào họ bán những cây thế này mặt giống mặt bông đưa lên cho mấy chị, nếu mà rẻ hơn cái mức giá em đưa ra cho mấy chị, em sẽ thu hồi lại là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mấy chị khi đi tìm được cái mặt bông này, kiếm được cái cây nó đẹp thế này, và gần như là thị trường nó không rớt ở chân như thế này, mấy chị quay lại kiếm em. Nó gọi là nói chung là bung ra cho mấy chị là, nói chung là em có được gì mấy chị, em có gì đâu, thức đêm đi săn hàng mấy chị không à. Thưa ấy à, cảm ơn mấy chị. Đẹp lắm mấy chị nên chơi thử đây. Tại vì em cũng cam kết với mấy chị luôn á, là bông nó to. Nó to hơn cả một cái lòng bàn tay thế này, và to hơn cả một lòng bàn tay thế này. Cây này đủ. Úi, sao lại mình cầm trúng cây có vòi vậy trời. Bán hàng lá nhưng mà lỡ cầm trúng cây có vòi nè. Ủa cái lô này có vòi, vậy có vòi em vàng đâu người ta. Trời ơi, bán cây hàng lá mà sao cầm cây có vòi tặng quà game mấy chị luôn vậy ta. Trời ơi, tặng cho một cái cây nó đẹp như thế này luôn nè. Nó đẹp rất, gọi là rất rất là đẹp luôn mấy chị nghe. Dạ em chơi game, em chơi game xong rồi em bán luôn cho mấy chị. Tại mưa mấy chị ơi, em nè mấy chị coi cái bộ rễ của nó nè. Cái bộ rễ của nó đẹp cực kỳ đẹp nha. Vanda mà mấy chị thấy không, vanda mà người ta trồng cây cả bộ rễ. Nó đẹp như thế này nè. Ủa anh vàng đâu ta? Không đi à. Cây nó như thế này cho mấy chị. Quay game đi, chơi game đi rồi bây giờ chơi game nè. Mấy chị chửi em nữa. Lại chửi em nữa, lo bán đi. Không có người luôn mấy chị. Tính ra không có người chạy cây cho em luôn nè. Ẹt nè. Trời ơi, lựa cho cái không biết bốc lộn xộn mà sao có đúng cây có vòi cho mấy chị luôn nè. Không biết em bốc lộn xộn mà trúng cây có vòi cho mấy chị luôn nha. Cây nào như cái đó nghe mấy chị. Không phải là lựa cây quà game là đẹp cho mấy chị rồi dơ bán cho mấy chị là cây số quất nha. Nè, mấy chị coi cái bộ rễ của nó chưa. Đặc thù của cái màu này nha mấy chị. Cái rễ nó có xăng. Giống như mấy chị cảm giác giống như là một cái lò xo của mình vậy đó. Nó không giống như những cái dòng bộ rễ vanda khác. Mấy chị nhìn giùm em nha. Bộ rễ không bị khô, hàng đẹp là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bộ rễ nó sắn như một cái lò xo cho mấy chị. Nó chưa có một cái dòng rễ gió nào mà bộ rễ nó sắn như thế này cho mấy chị là cái thứ hai. Giống như là một cái màn của mình treo trong nhà mấy chị. Không bị rớt lá chân. Cây là cây nhảy con và hàng đẹp, hàng sưu tầm, hàng hiếm cho mấy chị luôn. Rồi quay game nha, đưa cái điện thoại chị quay game đi ơi. Quay game mấy chị ơi. Chị xem lại mặt hoa đúng không đây. Em cũng nói luôn mấy chị, em hỏi thật, cũng hỏi rất là thật tình mấy, thật sự mấy chị á. Em hỏi nhà mình á, anh chị đã thấy được những mặt hoa vanda thế này trong tất cả các họa lan chưa? Đây là vanda trắng đổi màu. Mà mấy chị tới cái mức mà thật sự khi mà cái chú người Thái, chú Lai tạo ra, chú có nói một câu như thế này, là khi vanda trắng đổi màu này, khi Lai tạo ra, nó tạo ra sự khác biệt. Và nó giữ vị trí đứng vững cho ngành hoa lan công nghiệp của xứ sở Chùa Vàng và xứ sở Thái Lan mấy chị, làm thay đổi hoàn toàn luôn. Rất là, người ta khẳng định là cái thế mạnh của người ta là như vậy đúng mấy chị. Người ta đủ sức, đủ bản lĩnh để lai tạo ra như cái cây như thế này. Việt Nam mình không bao giờ lai tạo ra được. Với game ấy, Việt Nam mình không bao giờ lai tạo ra được. Khi mà người ta lại tạo ra, người ta dám, người ta nói một câu khẳng định như vậy đó mấy chị. Quay game luôn nha. Quay game luôn. Màu này rất là hiếm.
Đây là cái mặt hoa lan tầng thứ hai mà em săn cho mấy chị trên nửa năm. Trên nửa năm để có được cái mặt bông này để bán ra thị trường cho mấy chị. Có ít lắm mấy chị. Mà cây đẹp chuẩn nha, cây đẹp chuẩn cho. Em quay game, em quay nhanh cho mấy chị khỏi đợi chờ lâu. Là sẽ quay cho mấy chị ở chế độ là 90 giây. Quay chế độ cho mấy chị là ở 90 giây cho mấy chị. Nhớ quà game hợp lệ là chia sẻ chế độ công khai nhờ thời gian. Vanda em cũng nói luôn, đặc tính của nó là dùng để gió. Mấy chị có thể trồng chậu cũng được, ghép gỗ cũng được, tùy theo mấy chị. Rất là dễ chăm sóc, hoa quanh năm, gần như là ít bị sâu bệnh. Những cái dòng Vanda này mấy chị nên tầm. Tại vì á, nó đẹp từ kể cả cái mặt hoa, đẹp về chất lượng cây, và đẹp về kể cả cái bộ rễ cho mấy chị luôn. Và cam kết nhà vườn cho mấy chị. Và em cũng cam kết luôn cái mức giá em sẽ đưa ra cho mấy chị rẻ nhất ở tất cả nhà vườn, nếu mà mấy chị mua được cây Vanda nào nếu đúng mức bông thế này với giá rẻ hơn. Và cũng xíu em lên báo giá cho. Em quay game luôn cho mấy chị nha. Hết mưa rồi đó, nói xong là hết mưa luôn rồi đó. Đẹp lắm mấy chị ơi. Tin cái đó là giùm em ơi, có nhiều có cây có bồi vậy. Chào chị Nguyễn Ngọc nha. Hello chị Văn Ly. Lương Lai, hello chị Lương La. Chào chị Nhung nè. Việt Nam mình lấy đâu rồi, ai comment đó. Việt Nam mình lấy sân dầu. Sân vô em muốn 5 màu luôn không? Dạ. Anh Tân Dũng Nguyễn ơi. Thiệt. Việt Nam mình lấy sân dầu thì đó còn nói gì nữa anh Tân Dũng Nguyễn. Bởi Việt Nam mình nó có cái ngành hoa lan công nghiệp của Việt Nam mình nó mới chị. Nó không nổi tiếng mà người ta là vậy đó. Đó là cái hạn chế của Việt Nam mình. Không phải là mình chơi gì mấy chị, nhưng mà thật sự là đó là cái hạn chế của mình. Mình không phát triển bằng người ta thôi. Chứ Việt Nam mình cũng có nhiều cái hay lắm. Chỉ là cái ngành công nghiệp hoa lan của mình không phát triển bằng người ta thôi. Mỗi nước đều có một cái mạnh cái yếu mà. Cái mạnh thì mình nên tiếp nhận thôi. Ủa? Cây này có cây có bò hay không? Cái lô này là cây chuẩn bị làm bông hết trơn á mấy chị. Và hên luôn cho khách nào trúng game á nha. Là em bóc trúng cái cây có vòi cho mấy chị á. Phải bóc trúng cái cây có vòi cho mấy chị nha. Cây này siêu đẹp luôn mấy chị. Anh Thất Trả Anh Quân ơi, thấy chưa anh Thất Trả Anh Quân. Anh thấy chưa anh Thất Trả Anh Quân, thời chưa tới anh nha. Em lên cho chị Trần Minh Chuyên. Trúng game nha chị Chuyên ơi. Nhìn thấy chụp avatar là thấy mê chị rồi đó. Thấy cái avatar của chị là em thấy mê chị luôn rồi đó chị Chuyên. Em điếp từ 1 đến 10 cho chị Chiên à. Lấy kéo. Bông rất là lớn và cây đẹp khủng khiếp luôn đó chứ mấy chị. 1 cho chị Chiên à. Anh chị nào thấy chị Chiên kéo tên ra giùm em nha mấy chị. 2 cho chị Chiên nha. 18 phút trước phiếu game hợp lệ. Chị Chiên có chia sẻ công khai. Đây, chị Chiên có chia sẻ công khai nha, phiếu game hợp lệ. Em cảm ơn chị Chiên, cảm ơn hết tất cả mấy chị nhiều. Và quà game cho chị nha. Nhớ là nhắn tin số điện thoại địa chỉ vào Messenger giùm em mấy chị. Cảm ơn chị nhiều. Em cho mấy chị coi lại mặt bông một lần nữa. Và em cũng báo giá luôn cho mấy chị luôn nha. Em bán cho mình là cây hàng lá. Cây hàng lá không bán cây có bông mấy chị. Nó rất là hiếm cây có vòi. Tại vì lô này em chỉ nhập hàng lá cho mấy chị thôi. Sao bốc trúng cây có vòi trúng game thôi đó. 180.000 một cây. Anh chị nào lấy mà mấy chị lấy một cặp, nó có sẽ có giá là bớt được 10.000 trên một cây nữa cho mấy chị nha. Bớt được 10.000 trên một cây nữa. Đây là Vanda trắng đổ màu. Và là Vanda bông to cho mấy chị. Cây hiện tại đang bán cho mấy chị là cây lớn, đủ sức làm bông. Và là cây lá xếp. Có nhảy con cho mấy chị luôn. Lẻ 180.000 một cây Vanda. Mấy chị lấy một cặp là 340 giúp em nha. Một cặp là 340, lẻ là 180.000. Em bao về giá cho mấy chị, bao về mặt hoa, bảo hành mặt hoa, nó là dòng Vanda đổi màu. Cây đẹp cho mấy chị. Nói chung là cây có con hết trơn á. Cây nè mấy chị coi cái cây nè. Cây nào cũng có con hết trơn á. Và cái rễ nó nè,
em cũng giới thiệu thêm á, là cái bộ rễ nó xoắn giống như là một cái lò xo, rễ nó trắng xanh và cực kỳ đẹp, không bị rớt lá chân, và có nhị con đó cho mấy chị nha. Giá của Vanda trắng độ màu là 180.000 một cây, mấy chị lấy lẻ, lấy một cặp là 340 nha, lấy một cặp là 340, tiêu vi kim giá như vậy luôn. Vanda trắng độ màu cho chị Hà Mai một cặp, mấy chị chốt hàng kèm thông tin giúp em nha. Coi nè, cây cao lá xếp đẹp cho mấy chị, đẹp để cả bộ lá lẫn bộ rễ lẫn mặt hoa. Cây này là hàng tầm cho mấy chị luôn nha, chứ không phải gọi là, còn gọi là những cái dòng Vanda dễ có trên thị trường, không còn là những dòng Vanda dễ có trên thị trường cho mình, hoặc là dễ săn mặt hoa nha mấy chị, rất là hiếm. Mấy chị coi cây nè, cây là cây như thế này không à, còn mấy chị yên tâm đi nè. Một cặp cho chị Hà Mai nha, một cặp cho chị Hà Mai ạ. Cho chị nấm hương hai cây, nấm hương hai cây, chị nấm hương nè, nấm hương hai cây cho chị nấm hương. Cho chị nấm hương hai cây nha. Đây chị nấm hương hai cây, chị nấm hương một cặp là 340, lẻ một cây là 180.000. Mấy chị coi bộ rễ của nó nè, bộ rễ của nó nè mấy chị, đẹp về cả mặt bông, đẹp về cả bộ lá, đẹp về cả thân nha. Bộ kể cả bộ rễ nó cũng đẹp luôn cho mấy chị nha. Giá này là giá cạnh tranh nha mấy chị, chứ không phải là dù là hàng độc mà đẩy cái giá lên cao nha. Anh chị nào biết rồi đó. À, ô, chị NT Thanh Tiền ạ. NT Thanh Tiền một cặp, chị NT Thanh Tiền nè. NT Thanh Tiền. NT Thanh Tiền một cặp, chị NT Thanh Tiền nha. Có nhị con hết chưa mấy chị ơi? NT Thanh Tiền một cặp đẹp cho mình. Lá xếp bộ rễ của nó nè mấy chị coi nè. Mấy chị thấy ông chồng Vanda gì mà rễ sắn giống như là so nè. NT Thanh Tiền một cặp ạ. Cho chị Hoa Hồng XO một cây Vanda đổi màu, chị Hoa Hồng XO. Hoa Hồng XO một cây Vanda đổi màu cho chị. Hoa Hồng XO một cây Vanda đổi màu. Cho chị Thúy Dương một cây Vanda đổi màu, chị Thúy Dương. Thúy Dương một cây Vanda đổi màu cho mình. Thúy Dương một cây ạ. Cho cô Nguyễn Nhiên hai cây Vanda đổi màu cho cô Nhiên. Cho cô Nguyễn Nhiên hai cây Vanda đổi màu cho cô Nguyễn Nhiên nè. Một cặp của nó là 340. Mấy chị lấy lẻ, mấy chị lấy lẻ giúp em á nha, là 300, lấy lẻ là 180.000 một cây. Em đứng lên cho mấy chị coi cái bộ rễ của nó nè. Mấy chị coi bộ rễ của nó nè, cực kỳ đẹp nha. Một cặp là 340 à. À, cây hàng lá nha, đủ sức làm bông hết rồi. Cho chị My Liên Nguyễn một cây, chị My Liên Nguyễn nha. My Liên Nguyễn một cây cho mình ạ. My Liên Nguyễn nha. Cho chị Lân Phó Hồng hai cây, chị Lân Phó Hồng. Không bị rớt một cái lá chân nào hết. Cây lá xếp đẹp cho mấy chị, kể cả từ mặt bông, mặt hoa, lẫn cây bộ rễ cho mấy chị luôn nha. Cho Lon Quả Hồng một cây. Em lên cho chị Tường Vi Vũ một cây. Tường Vi Vũ một cây, chị Tường Vi Vũ. Cho chị Thanh Nguyễn một cây. Thanh Nguyễn một cây Vanda đổ màu, chị Thanh Nguyễn. 180.000 một cây. Lẻ của nó là 300, lẻ của nó là một cặp là 340, lẻ là 180.000 nha. Cho chị Thúy Quỳnh Dương một cặp, Thúy Quỳnh Dương nè. Thúy Quỳnh Dương một cặp Vanda đổi màu, Thúy Quỳnh Dương nha. Đây là Vanda đổi trắng đổi màu cho mấy chị. Cây lá xếp bộ rễ đẹp cho mấy chị và không rớt lá chân. Còn ít hàng này em về ít lắm mấy chơi. À, cho Nguyễn Ngọc Minh hai cây à. Nguyễn Ngọc Minh hai cây cho mình à. Nguyễn Ngọc Minh hai cây. Bộ rễ của nó mấy chị coi nè. Nguyễn Ngọc Minh hai cây, mở điện thoại ra cho khách coi một ba mà em kìa. Nguyễn Ngọc Minh hai cây à. Cần nắng, trời nắng thoải mái chị ơi. Chị Thu Huyền ơi, yên tâm đi chị, chồng này nắng thoải mái cho mấy chị, chế độ chăm sóc nó cũng rất là dễ cho mình luôn. Em lên cho chị Lanh Đỗ một cây Vanda đổ màu, chị Lanh Đỗ ạ. Lanh Đỗ một cây Vanda cho mình 180. Bỏ chung đi, bỏ chung đi, bỏ chung đi. Lanh Đỗ một cây Vanda đổ màu. Chốt cho cô anh Trần hai cây Vanda, cô anh Trần ạ. Mấy chị coi cái bộ rễ của nó nè, hàng nguyên kiện vừa mới về luôn. Dạ đúng rồi. Cho cô anh Trần một cặp Vanda đỡ màu cho cô anh Trần nè. Anh Trần một cặp nha. Em cho mấy chị coi mặt bông của nó nè. Đây, đây là mặt hoa của Vanda trắng đổ màu cho mấy chị.
nó là tông trắng tinh khiết và tông trắng vàng cho mấy chị nha. Quanh da trắng đổi màu, hàng đẹp cho mấy chị, cực kỳ xuyên bông và bông nó rất là to. Hàng này gọi là được gọi là mặt hoa sưu tầm cho mấy chị trên thị trường. Lẻ một tay là 180.000, đi một cặp là 340 giúp em nha. Hàng làng cây đẹp, lá ship cho mấy chị, bộ rễ cũng đẹp luôn nha mấy chị ơi. 180.000 một cây ạ. Cho chị Nhi Trương, Mộc Nhi Trường Phúc một cây. Mộc Nhi Trường Phúc một cây lên số ngoài địa chỉ giùm em nha. Khách mới lên số ngoài địa chỉ giùm em nha. Mộc Nhi Trường Phúc. Cho chị Lý Thị Kim Hoàng một cây, chị Lý Thị Kim Hoàng. Lý Thị Kim Hoàng một cây, chị Lý Thị Kim Hoàng. Mấy chị coi nè. Lá của nó nè mấy chị. Bộ lá của nó nè. Bộ rễ của nó nè mấy chị. Mấy chị thấy giùm em nha. Để em lấy một cái cây vanda điển hình cho mấy chị coi. Tứa cây vanda kia anh chị ạ. Trên đó đó Phúc. Em cho mấy chị coi một cây vanda điển hình cái bộ rễ của nó nè. Đây. Vanda này bộ rễ nó thuần cho tại nhà vườn Việt Nam mình nè mấy chị coi nè bộ rễ của nó nè. Đây. Và mấy chị coi cái bộ rễ này nè. Nhìn nó cực kỳ khỏe và rất là đẹp cho mấy chị luôn nha. Mấy chị nhìn thấy hai bộ rễ nó khác nhau liền à. Khác nhau liền cho mấy chị luôn. Cây kể cả đẹp kể cả trồng nó cũng rất là chân cho mấy chị nữa nè. Không được giữ được cái bộ lá cho mấy chị. Lá bộ lá nó cũng vẫn không được đẹp mấy nha mấy chị ơi. Nè cái này chốt cho chị nè. Lý Thị Kim Hoàng một cây vanda đổi màu cho mình 180 à. Lý Thị Kim Hoàng một cây. Ok chị Hà Mai gửi đi chị cũ. Không ít ô có rồi, cô Nguyễn Nhiên có rồi. Đặng Quốc một cặp lên thông tin giùm em nè. Đặng Quốc một cặp vanda đổi màu cho mình nè nha. Ít cây thôi nghe mấy chị ơi. Đặng Quốc một cặp cho mình nè. Cho chị Phạm Mỹ Hạnh lên đứng mới chị Hạnh ơi. Hạnh lên đứng mới chị Hạnh ơi. Nè coi nè mấy chị coi nè. Đó, cây lá xếp đẹp cho mấy chị nè nha, đủ sức làm bông nha mấy chị ơi. Nguyễn Ngọc Minh có rồi, Thanh Nguyễn có rồi. Cho cô Long, chị Long Nguyễn hai cây, chị Long Nguyễn nè. Long Nguyễn hai cây cho mình nè. Long Nguyễn hai cây nha. Một cặp 340, lẻ của nó là 180.000. Bông bột một cây cho bông bột nè. Bông bột một cây vanda đổi màu cho bông bột nha. 180. Chả màu trắng đổi màu đến Long Hoa Lan. Cái màu có đăng lên đến Long Hoa Lan ơi. Cái này về cần treo thôi mấy chị, công thích thì mấy chị ghép gỗ cũng được. Cho chị Phạm Mỹ Hạnh có rồi nha, Đặng Quốc có rồi nha, Nguyễn Ngọc Minh có rồi ạ. À. Giá là một cặp 340, lẻ là 180.000. Cho chị Long Quả Hồng hai cây, chị Long Quả Hồng có rồi, cô Nhiên có rồi. Cho chị Thu Huyền một cây, chị Thu Huyền nè. Thu Huyền một cây, chị Thu Huyền nha, Thu Huyền một cây cho mình nè, à. Thu Huyền một cây ạ. À. Đặng Quốc có rồi, cho chị Xuân Lê một cây, chị Xuân Lê nè. Xuân Lê một cây vanda đỏ màu, chị Xuân Lê nha. Xuân Lê một cây, Lanh Đỗ có rồi, Nguyễn Ngọc Minh, Loan Võ Hồng, Lý Thị Kim Hoàng. Cho chị Loan Nguyễn thêm một cây gặp đơn, chị Loan Nguyễn. Loan Nguyễn thêm một cây gặp đơn nè, bộ rễ của nó nè mấy chị ơi. Cây đẹp về cả mặt hoa, đẹp về cả bộ rễ, đẹp về cả cái bộ gốc cho mấy chị nha. Loan Nguyễn thêm một cây cho mình nè. Cho Long Hoa Lan một cây, Long Hoa Lan nè. Long Hoa Lan một cây cho mình. Long Hoa Lan một cây cho mình nè, bộ rễ của nó mấy chị coi nè. Rất là đẹp nghe, 180 một cây à. Cho chị Tiên Lê một cây, chị Tiên Lê. Tiên Lê một cây, chị Tiên Lê 180, chị Tiên Lê. Cô anh Trần có rồi. Cho Sơn Thái một cây, cho Sơn Thái lên nâng mới cho Sơn Thái ơi, không gặp được ạ. À. Lên nâng mới cho mấy em nghe. Cho Phạm Mỹ Hạnh được hai cây rồi nghe chị Hạnh ơi. Phạm Mỹ Hạnh mấy cây ạ? À? Em bán cây hàng lá nha. Thêm một cây nữa cho chị Phạm Mỹ Hạnh là hai cây nha. Em bán cây hàng lá, không bán cây có vòi nha mấy chị lưu ý giúp em. Cho chị Văn Châu một cây ạ. À. Văn Châu một cây. Văn Châu một cây cho Văn Châu nè, 180 cho Văn Châu nha. 180.000. Cho chị An Nhiên một cây vanda, chị An Nhiên. Đây, An Nhiên, chị An Nhiên một cây vanda cho mình 180 ạ. À. Văn Châu 27, An Nhiên 28. Sơn Thái có rồi. Nga Vũ một cây cho Nga Vũ ạ. À. Nga Vũ 29. Nga Vũ một cây. À, cho cô Kim Anh Nguyễn Thị một cây vanda đổi màu, cô Kim Anh Nguyễn Thị. Hàng hàng này là cây lá xếp cho mấy chị. Kể cả bộ gốc cũng bị rớt lá chân. Bộ rễ nó rất là đẹp nè nghe. 29 có chưa? 29 Nga Vũ, Kim Anh Nguyễn Thị 30. Nga Vũ, Kim Anh Nguyễn Thị 30, bông bụp có rồi nha. Anh Long Hoa Lan thêm một cây nữa, gặp đơn Long Hoa Lan. Long Hoa Lan thêm một cây nữa. Long Hoa Lan 24 gặp đơn. Xuân Lê có rồi ạ. À. Rễ mấy chị muốn về cắt cắt bớt cũng được nha mấy chị ơi. Cho chị Trang Nguyễn một cây, chị Trang Nguyễn ạ. À. Trang Nguyễn một cây vanda đổ màu, chị Trang Nguyễn nè. À. Long Hoa Lan thêm một cây số 24.
Trang Nguyễn một cây 31. Thu Huyền có rồi ạ. Văn Châu có rồi. Cho chị Trang Lâm một cây Vanda đổ màu, chị Trang Lâm. Trang Lâm một cây Vanda đổ màu cho mình 180 nha. Mấy chị lấy một cặp là 340, lấy lẻ là 180 hết luôn ạ. Còn được vài cây nữa là hết lô luôn nha mấy chị ơi. Đúng một lô cho mấy chị thôi. À dạ 180.000 một cặp của nó là 340 nha. Cho chị Hiền Nguyễn một cây, chị Hiền Nguyễn nè. Hiền Nguyễn một cây Vanda đổ màu cho chị Hiền Nguyễn. Mặt khoan bông rất là đẹp luôn á mấy chị ơi. 33 chị Hiền Nguyễn ạ. Lâu Quá Hồng có rồi, Trang Lâm có rồi, Xuân Lê có rồi, Trang Nguyễn có rồi, Sơn Thái có rồi nha. Cho mở, mở giùm em một bông á. Chị Nguyễn Nhiên hai cây chị. Em lựa một cặp đều cho nè. Đây em lên cho chị Nguyễn Duyên nè. Nguyễn Duyên một cặp cho Nguyễn Duyên nha. Một cặp Vanda đổi màu cho mình 340. Đây là mặt ba của nó, khoảng được 10 cây nữa là hết nha. Khoảng được 10 cây Vanda đổi màu nữa là hết rồi. Mặt bông lớn cho mấy chị. Đây là mặt hoa sưu tầm nha. Chắc không? Đây là mặt hoa sưu tầm cho mấy chị nè. À, Long Phú Hồng có rồi. À, chị Trang Nguyễn có rồi nha. Trang Nguyễn có rồi, khoảng còn được chọc cây nữa. Cây nó gọi là quá trời đẹp luôn mấy chị. Cây nó gọi là quá trời đẹp luôn á. Đây, một cây như thế này là 340, 180.000 giùm em một cặp là 340 nha. Em bốc lộn xộn cho mấy chị nghe chứ không ưu tiên anh chị nào hết trơn á. Nên là mấy chị thông cảm giúp em nha. Đây. Đây cái cây của nó, mấy chị coi cái bộ rễ của nó nè. Cực kỳ xanh mướt cho mấy chị luôn. Mấy chị coi bộ rễ của nó mấy chị coi nè. Rất là dài. Anh chị nào không thích rễ dài, mấy chị về có thể cắt bớt cũng được. Tại vì cái rễ gió này á, mấy chị cắt nó cũng ra bộ rễ mới thôi. Mấy chị muốn trồng chậu thì cắt bớt rễ. Ra chậu trồng thì cắt bớt rễ. Rồi ra chậu trồng thế này cho mấy chị. Đó, là như vậy đó nha. Cái lô này nó chuẩn bị làm bông luôn á nghe mấy chị. Cái lô Vanda này là chuẩn bị, gọi là chuẩn bị làm bông luôn rồi. Tại vì á em thấy á, có những cây nó nhú vòi nữa chứ không phải không đâu nghe mấy chị. Có những cây nó chuẩn bị nhú vòi luôn. Cho chị Trần Mận Thu ba cây nè. Cây này bán cho mấy chị với mức giá rất là rẻ nha. Và bao giá cạnh tranh cho mấy chị. Đây, Trần Mận Thu ba cây chị Thu nè. Ba cây chị Thu nè. Bông nó rất là to nha. Bông nó cực kỳ to cho mấy chị. Gần như cái mặt bông này rất là khang thị trường mấy chị ơi. Mặt bông Vanda này rất là khang thị trường nha. Đây. Mặt bông này cực kỳ khang trên thị trường nha. Mụn Thu gặp đơn qua hả? Không gặp đơn được á, chị Thu ơi, đóng rồi á. Đóng rồi là không có gặp đơn được á. Đóng rồi không có gặp đơn được á. Tại vì chiều trưa giờ đóng hết rồi nên là giờ không có tháo tùng ra được, không có gặp đơn được á nha. Lên mới được không? Lên đơn mới thì còn nhiều hàng lắm chị, chứ bây giờ mà gặp đơn là không thể nào, bỏ cái thùng kia luôn á, bỏ cái thùng kia uổng lắm. Đây là mặt hoa của dòng Vanda trắng độ màu cho mấy chị và bông lớn nha, bông cực kỳ to, gọi là bông cực kỳ to cho mấy chị. Mặt bông này khá là khang ra thị trường nha. Lăng Dương hả? Cái này Vanda mấy chị chơi biết rồi. Đặc tính của nó dễ làm bông, xuyên bông. Cây là cây bông lớn cho mấy chị. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, nó chịu nắng mưa trực tiếp cho mình được. Cái chế độ chăm sóc của mình á mấy chị, chế độ chăm sóc của mình á, nó cũng dễ mấy chị ơi. Cây của mấy chị cũng không quá gì khó. Cách chăm sóc không quá khó mấy chị. Mình trồng chậu cũng được. Mấy chị làm lan bờ rào cũng đẹp. Tại vì mấy chị thấy không, em cho mấy chị coi cái cây Vanda đỏ này, người ta ghép vô chậu này. Không phải màu trắng nha, nhưng là màu đỏ mà người ta ghép vô thế này nè mấy chị. Nè mấy chị coi cái cây màu đỏ mà người ta ghép nè. Mấy chị có thể mua về ghép trên trụ như thế này cũng được, tùy thích mấy chị. Nó làm bông cái là mê man nha. Em đang bán cho mấy chị là Vanda trắng đổ màu nha mấy chị. Đây quá trời đẹp không? Đó. Cho chị Phương Phương hai cây Vanda đổ màu, chị Phương Phương. Phương Phương một cặp Vanda đổi màu chị Phương Phương nè. Phương Phương một cặp Vanda đổi màu chị. Cây quá trời đẹp luôn nha. Một cặp có 340 à. Mấy chị lấy lẻ là 180 ngàn.
Rẻ là 180 nha. Nay lên được cái một cái mặt hàng đẹp nữa nè mấy chị ơi. Nay em lên được một cái mặt hàng đẹp nữa cho mấy chị nè. Chưa báo với ship nhưng mà đã đóng hàng rồi chị. Báo với ship nhưng mà đóng hàng rồi. Cho lùng bi một cây cho lùng bi nha. Lùng bi một cây cho mình ạ. À. Lùng bi một cây à. Vậy chị xả cái đó ra đi, có gì chị lựa lại cho em với chị Nguyễn Duyên ơi. Xả nó ra đi rồi lựa lại cho em. Ba tư xả. Chứ giờ em không, em lựa theo ý mấy chị là không được nữa. Tắt cây nó đi. 35 không có đúng không? 35 có một cây. Nó trắng mà. Đây. Em lên cho chị Nguyễn Nguyễn một cây vanda đỡ màu nè. Ừ. Đâu rồi? Ba tư xả đó. Cho chị Nguyễn Nguyễn một cây banh đa đỏ màu. Chị Nguyễn Nguyễn nè, Nguyễn Nguyễn một cây. Em lên cho chị Lê Trâm Anh một cây à. Lê Trâm Anh có một cây rồi nghe chị Lê Trâm Anh ơi. Nãy chị có rồi nghe chị Lê Trâm Anh. Một trăm tám mươi ngàn một cây banh đa trắng đỏ màu cho mấy chị. 180 nha. Còn mấy chị đi một cặp là 340. Một cặp là 340 giùm em nha. Cái chị Hạnh Mai Thị Hồng một cây, chị Hạnh Mai Thị Hồng nè. Rồi em lấy cái hàng này cho. Em có được mấy cây banda có nhú vào bông nè. Có được mấy cây banda nhú vào bông nha. Đi một cặp là 200 ngàn một cây nha. 200 ngàn một cây nha mấy chị. Chốt và chốt tim em muốn cho đổi nha. Mấy cây vậy? Thì cô An Quang thích một cặp. Cô An A ai thích một cặp panda có bông, cô An thích nè. Cây lá xếp như thế này nè mấy chị. Hãy bung cái này ra cho mấy chị coi cái bộ rễ của nó. Cô An ai thích một cặp cho mình nè. Cây có vòi nha. Cây là cây có vòi luôn nè mấy chị coi nè. Bông rất là to nha. 200 ngàn một cây. Cây đó càng lá không? 200 ngàn một cây nha. Cây là cây panda có màu 2 cho mấy chị nè. Panda trắng đổi màu cho mình. Tới ăn vòi cho chị Nguyễn Duyên nè. Một cặp này 400 ngàn nè. Cây với chị coi cái bộ rễ của nó đứng từ xa trời. Bộ rễ nó cực kỳ xanh luôn. Chị Diễm Phúc một cây, chị Diễm Phúc nè. 200 ngàn chị Diễm Phúc nè. Cây này ạ. À. Có nhút vòi cho mấy chị nha. Đây là có nhút vòi bởi vì lâu này về chuẩn bị về làm bông hết trơn mấy chị nha. Đây. Cho Nga Trần hai cây có vòi chị Nga Trần ạ. À. Nga Trần hai cây chị Nga Trần ạ. À. Bộ rễ của nó cực kỳ xanh mướt luôn nghe mấy chị. 200 ngàn một cây. Panda có vòi luôn nè. 200 nha. 200 một cây panda có vòi. Kể cả những mặt hàng panda này thấp hơn cái giá của thị trường Việt Nam mình rất là nhiều mấy chị. Thấp hơn cực kỳ nhiều. Thấp hơn rất là nhiều. Mà dù nó là mặt bông yếm đi chăng nữa. Thấp hơn rất là nhiều nên là mấy chị cứ yên tâm đi. Về cái mức giá này bởi vì em nói bao giá mấy chị luôn á. Đây, cho chị Văn Châu một cây gập đơn ạ. Văn Châu một cây gập đơn chị Văn Châu nè. Nhảy con cái giống này nó nhảy con cực nhiều cho mấy chị và rất là dễ với con nha. Cây này là 200 ngàn ạ. Rồi xong em sẽ lên cho mấy chị một cái thằng này rất là đẹp luôn. Lấy cái thằng kia đi. Trời em nói chị mấy chị nha. Có lượng hả? Chắc cái gì? Huy Dân một cây cho Huy Dân lên thông tin giúp em nè. Huy Dân một cây 200 ngàn nha. Trời nó đẹp mấy chị ơi. Cây này có vò bông luôn cho mấy chị luôn nè. 200 ngàn một cây panda trắng đổi màu nha.
Cái này chốt chị Trần Thiên Nga cái này đi. Đẹp quá trời nè. Trần Thiên Nga 200 ngàn. Đây là cây bồi lớn luôn cho mấy chị nè. 200 ngàn nha. Cho chị Nguyễn Văn một cây cho Nguyễn Văn nè. Nguyễn Văn nè. Cô Trần Loan cây đẹp quá. Cho cô Trần Loan một cây Vanda cho cô Trần Loan 200 ngàn ạ. Hết hả? Chị Mỹ Hạnh có 2 cây, em đổi cho chị Mỹ Hạnh một cây có vòi, một cây ăn lá nha. Ê chị Hạnh ơi. Hạnh ơi, Hạnh ơi. 19. Rồi em lên cái mặt bông này cho mấy chị nè. Hít nữa nè. Trời, cây nó đẹp hơn cây này nữa. Thân này nó đẹp hơn cây này nữa nè. Đây là cây nó đẹp hơn cây này nữa mới ghê chứ. Thân thủ nó đẹp nữa. Thân thủ nó đẹp hơn cây này nữa. Của chị Nguyễn Văn em đã xuống rồi nha. Cho coi lại mặt bông lần nữa nè. Hết rồi đó. Hết rồi đó nha. Mới cho mấy coi nè, lầm luôn. Nó là Vanda trắng đổ màu cho mấy chị nha. Bông siêu siêu lớn. Thằng này mặt bông cho trường Việt Nam mình rất là khang. Cây này có bồ hai cho mấy chị nha. 200 ngàn ạ. 200 ngàn cây này. Rồi em lên cái thùng này cho mấy chị luôn nè. Rồi cây nó đẹp. Cây của cô Trần Loan mà đỏ đẹp mà đỏ cái gì cô Loan. Chốt cho chị Lâm Ngân cái cây này 200 ngàn chị Lâm Ngân nè. Còn cây nào không vậy? Hết luôn hả? Lấy càng lá hả? Lấy càng lá hả? Chậm cái viết đi rồi sao người ta ghi? Lấy đi. Cây này nè, cây 5 ngân. Cây này cây ăn lá rồi. Ăn lá. Em còn được một cây ăn lá nha mấy chị ơi, 180. 180 cây này giùm em nha. Cây ăn lá nó ship 180 ngàn. Đây. Trời ơi, nó không bị rớt một cái lá chân nào luôn. 180 nha. Cây của chị Long Hoa Hồng ông xuống rồi. Có gì mai chị kêu nhân viên chụp hình cho chị coi nha. Cây đẹp lắm á, chị yên tâm. Rồi em lên cho cái giống bên đây cho mấy cái này nè. Có cây có mặt hoa nè, có đúng không? Bán nhiêu ta? Bây giờ em lên cái cây lớn đẹp cho mấy chị qua cái ông Diễn. Anh Diễn dặn qua mất tiêu rồi trời. Anh Diễn dặn rồi. Em lên cho mấy chị. Đây là cái màu eco cam lửa. Cây như thế này là 170 ngàn. 170. Cây đẹp cho mấy chị. Nhảy con lầm, không bị rớt lá chân. 170 ngàn. Cái màu của nó là màu cam lửa đậm thế này nha. Không phải là cam nhạt cho mình. 170 ngàn. Mấy chị đi một. Để em coi cái giá bữa như quấn tiêu trần. Đây là mặt bông của eco cam lửa nè. Nhưng mà cái này là màu nhạt nha mấy chị. Màu của em là màu đậm hơn chút nữa nha. Màu đậm hơn chút cho mấy chị và cam rực luôn cho mình. Này về chị mấy chị ghép chậu là rất là đẹp luôn nè. Để em coi là cái giá cơ mấy chị ơi, quên cái giá mất tiêu rồi.
170.000 một cây. Mấy chị đi một cặp là 320. Chị Hà hả? Có hai cây panda không hả? Không có. Ừ chị Hà, hai cây panda đẹp anh dạng ơi, còn panda trắng không vậy? 170.000 một cây eco cam cho mấy chị và cam lửa đậm. Mấy chị đi một cặp là 320 giùm em nha. 320, hàng đẹp nè mấy chị ơi, nè mấy chị coi nè. Hàng ngày hôm nay còn đẹp hơn bữa nữa nè mấy chị coi nè. Đây. Cho Nguyễn Ngọc Minh hai cây nè. Nè anh Nguyễn Minh coi, nâng cái bụng bên đâu bán có trăm. Có rẻ mấy chị coi nè. Nó nhảy con đến mức độ thế này cho mấy chị eco cam lửa. Mà là tông cam đậm nha. Tông cam đậm cho mấy chị một cặp là 320. Cặp panda của chị Hà nha chị Hà ơi. Chà một cặp panda trắng. Panda đổi màu cho chị nè, panda trắng đổi màu chị Hà nè. Nè cái màu cam lửa đậm luôn á nha. Chứ không phải là vàng cam hoặc là cam nhạt đó mấy chị. Cam lửa đậm nè. Đây cam lửa đậm cho mấy chị, những lô cây thế này là sắp làm hoa hết trơn rồi. Em để lấy cái mặt bông mẫu cho mấy chị đã biết là tông. Em đang bán cho mấy chị là tông cam đậm. Cam đậm chứ cái đây là bông gừng tàn. Nhưng mà nó vẫn giữ được cái màu hoa cho mấy chị nè. Là cam cà rốt đó nha. Chứ không phải là vàng cam mà vàng nhạt mấy chị. Anh Đức Chu một cây panda trắng, Đức Chu ơi. Em còn được cây panda trắng nhưng mà cây này rất là nhiều tân và cây lầm. Anh để cho anh cái cây này 200.000 cho anh Đức Chu nha. Anh Đức Chu cây này 200.000 nè. Cho Lâm Ngân một cây cam đẹp cho chị Lâm Ngân nè. Lâm Ngân ơi quá trời nhảy con luôn nè. Nè 170.000 một cây eco cam lửa cho mấy chị, nhảy con làm cho mấy chị. Hàng không bị rớt lấy chân nha, hàng đẹp nha. Đây cái này cho chị Lâm Ngân nè. Cho chị Ngân Trần 200 lửa, đi một cặp là 320 mấy chị. Quá trời đẹp luôn khách ơi. Một cặp là 320, lẻ là 170.000. Đây. Lẻ là 170.000, mấy chị coi bộ rễ của nó nè. Bộ rễ của nó là cực kỳ khỏe luôn nè nghe mấy chị ơi. Nè chị Ngân Trần nè. Ngân Trần một cặp cho mình và cây lớn nha mấy chị. Cây là đủ sức làm bông nha. Nha Trần, cho chị Xuân Lê một cây cam lửa, chị Xuân Lê nè. Xuân Lê một cây cam lửa cho mình nha. Xuân Lê một cây cam lửa chị Xuân Lê. Xuân Lê một cây cam lửa cho mình 170.000. Cho Phạm Thị Mỹ Hạnh một cây cam lửa chị Hạnh nè. Đợt này về quá trời đẹp mấy chị ơi. Nè Phạm Thị Mỹ Hạnh một cây cam lửa cho chị Hạnh nha. Em vô cho mấy coi cái bộ rễ của nó khỏe đến mức độ nào rồi. Mấy chị coi cái bộ rễ của nó này rất là khỏe nha. Bộ rễ rất cực kỳ khỏe. Nếu mà mấy chị không thích rễ dài mấy chị có thể cắt bớt cho mấy chị. Có thể cắt bớt nha. Cho Long Hoa Lan một cây cam lửa cho Long Hoa Lan nè. Một eco cam lửa đậm. Mấy chị sẽ mua được thị trường Việt Nam mình eco cam hoặc là vàng cam cho mấy chị. Còn riêng cái mặt cam lửa đậm thế này nè mấy chị tìm rất ơ hiếp. Bông này bông to không phải bông nhỏ đâu mấy chị. Em cho coi một qua bông chuẩn của nó nè. Ủa có gợi em rớt. Em cho coi một bông chuẩn cây em đang bán lá mấy chị. Còn cái hình mẫu này là mấy chị em sẽ cho mấy chị coi là người ta ghép eco cam mà người ta ghép cái mà là cái màu vàng cam. Cái màu này là màu vàng cam nha. Mấy chị có thể trồng chậu cũng được hoặc là mấy chị ghép giống như thế này cũng được, rất là đẹp các mấy chị nè. Hoặc là mấy chị ghép giống như thế này cũng đẹp luôn nè. Em cho mấy con cái cam lửa đậm như thế này nè. Cam là cam to cho mấy chị và là tông cam cà rốt, bông lớn cho mấy chị và cực kỳ lớn, không phải là gọi là bông nhỏ nha. Nè bông lớn và cam là cam cà rốt, cam đậm nha mấy chị. Em đang bán mấy chị với mức giá là 170.000. Cây nhảy mầm con lớn cho mấy chị. Cây không bị rớt cái chân. Cái thứ nhất đi một cặp là 320 nha. Lẻ là 170 cặp 320 giùm em. Đây là mặt hoa của cô cam lửa đem cho mấy chị coi. Cây đang bán là cây hàng lá nhưng cây này đủ sức cho bông nha. Cho chị Nguyễn Duyên hai cây, chị Nguyễn Duyên nè. Này chị Duyên ơi thấy ơi. Cái cây cô cam lửa mà nó nhảy đến mức độ thế này cho mấy chị. Bán có 170 thôi mấy chị, đi một cặp có 320 là tức có 160.000 cây. Rất là rẻ nha. Rất là rẻ cho mấy chị và rất là đẹp luôn. Chuẩn bông cho mấy chị 100%. Cho chị Mai Nguyễn một cây nè. Mai Nguyễn một cây cô cam lửa. Chị Mai Nguyễn là 170 nè. Bộ rễ nó rất là khỏe nha. Cái bộ rễ là người ta tỉa bớt nó rồi mấy chị. Chứ nó còn dài nữa nha mấy chị. Mai Nguyễn một cây à. Ngọc Điểm em có hàng nha. Lá chị Duyên ơi. Ê cô về tách con được không? Được. Nhưng mà đa phần người ta để bụi cho cái này nếu cho nó đẹp thì chị Tư Vân. Hello chào chị Thục nha. Chị Bảy Trần ơi, lên đơn mới chứ không có gặp chung được nha chị Bảy Trần. Chị Liên Ngọc ơi, 170 nha Liên Ngọc chứ không phải 170 rồi đó. 150 nha Liên Ngọc ơi. Để Liên Ngọc một cây cô cam lửa cho mình. Hàng này trồng không bị rớt lấy chân. Cây nhảy con cho mấy chị, rất là đẹp đó mấy chị ơi. Liên Ngọc một cây 170 nè. Cây hàng lá của bao nhiêu chị Diễm Phúc ơi.
Cây có bông là cái cây bông mẫu nè. Là em nói với mấy chị, đến lúc mà nó tàn đi chăng nữa, nó tàn nè, nó vẫn giữ được màu cam đậm cà rốt như thế này nha mấy chị nè. Em lựa cho chị Phúc cây đẹp, chị Phúc nha. Đây chị Nguyễn Phúc nè. Chị Phúc cây này, hàng này sắp hoa hết trơn chị ơi. Nè 170.000 chị em Phúc nha. À, cho Huy Vân một cây Eco cam lửa cho Huy Vân, quá là đẹp luôn mấy chị. 170 một cây đi, một cặp là 320 giúp em. Eco cam lửa nha. Huy Vân à, lên số gọi địa chỉ giùm em nha. Trong Nghiêm Thị Liên, Liên à. Nghiêm Thị Liên một cây cô cam lửa cho mình nè. Không bị rớt lấy chân. Chị con nó đẹp cho mấy chị nè. Cho chị Xuân Lê một cây cô cam lửa, chị Xuân Lê nè. Xuân Lê nha. Nhị con rất là nhiều mà mấy chị coi bộ rễ của nó nè. Rất là khỏe. Bộ rễ không bị khô rễ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhà vườn họ chăm rất là đạt cho mấy chị. Không bị rớt một cái lấy chân nào luôn. Màu cam lửa đậm cho mình nha. Xuân Lê thêm một cây gập đơn. Một cây cô cam lửa 170.000 nè. 170.000 một cây cô cam lửa cho mấy chị nha. Đây, màu cam lửa đậm và cánh là cánh bông lớn cho mấy chị. Bữa giờ mấy chị nhận hàng là thấy đẹp không mấy chị? Bữa giờ em gửi khách mấy chị nhận hàng thấy cây nó đẹp không? Cái này cho chị Xuân, chị Hà gặp đơn cây cho chị Hà nè. Quá đẹp chị Hà ơi. Nhảy con rất là nhiều luôn á chị Hà. Này nó nhảy con rất là nhiều. Để trồng được một cây nhảy con thế này mấy chị mất thời gian bao lâu? Mà thường á, mình trồng những chồng này nó nhảy con, hoặc là khi nó cho bông mấy chị sẽ thấy là nó rớt lá chân đúng không? Con này không biết rớt lá chân. Đây, 170.000 một cây cô cam lửa. Có chốt cam lửa chốt cho em nha. Cây đủ sức cho bông hết trơn hết trội cho mấy chị rồi. Nè mấy chị có bộ rễ nó cực khỏe không mấy chị? Nhảy con nhiều cho mấy chị luôn nè. Và khi nào có hoa hãy anh Tân Nguyện đủ sức cho bông anh. Đủ sức cho bông ạ. Dòng này, những cái dòng này là hoa quanh năm mấy chị. Không phân biệt Bắc Trung Nam. Bắc mình trồng cũng được, Trung mình trồng cũng được, Nam mình trồng cũng được. Hoa bốn mùa, mùa hoa của nó là bốn mùa. Đủ sắc, đủ sức là cho bông. Cứ chu kỳ làm bông là quanh năm. Cứ mấy chị cắt bông và chăm dưỡng tốt, cây khỏe bắt đầu tiếp tục vào bông khác. Nó không ra vào mùa nào hết. Không phân biệt vào mùa nào hết nha. Tích Trần Văn một cây cam lửa cho mình à, 170. Em cho coi lại nè. Mấy chị có thể về ghép giống vậy nữa mấy chị cho nó đẹp. Em khách hay mua cái chồng này em kêu hay ghép mấy chị nè. Nhưng mà cái cây là cây đơn căn, nhưng cái màu nhạt hơn cái màu của em nữa nha. Nè mấy chị coi là người ta về người ta ghép vô cái gốc nè mấy chị. Cây là cây đơn căn, tôi cũng không được lùm giống như cây của em nữa. Về ghép vô trụ thế này cho nó đẹp. Ô nở bông ra đẹp lắm khách ơi. Nè em cho mấy chị coi mặt bông chuẩn của cô cam lửa nha, đợi em xíu nha. Chị coi mặt hoa của Eco cam lửa như đợi em xíu mấy chị. Đây, bông là bông lớn như thế này cho mấy chị. Đâu rồi? Đây là bông lớn như thế này cho mấy chị nghe, và bông to. Màu là màu đậm, không phải là màu nhạt. Nó khi mà đến lúc cái bông nó gần tàn, nó vẫn giữ được cái tông màu cho mấy chị. Vẫn giữ đến cuối cùng được cái tông màu cho mấy chị luôn nha. Eco cam lửa. Mặt hoa của Eco cam lửa đây. Đó, 170.000 một cây nha. Hết hạt bây giờ rồi. Cho cô Kim Anh Trần Thị nào một cây đẹp. Cô Kim Anh Trần Thị, cô nhận hàng cô không chê vào đâu được. Cô Kim Anh Thị thiệt luôn á. Cô nhận hàng là cái hàng này mấy chị nhận không có chê. Mấy chị bỏ ra 170.000 xứng đáng với những gì mấy chị nhận lại được. Mà cây là cây đẹp luôn cho mấy chị nha. Nó chứ không phải là cây xấu nha mấy chị. Cho chị Quyên Trần một cặp lùm đẹp. Ok chị Quyên Trần. Nè chị Quyên Trần ơi, chị coi nè chị Quyên Trần. Thân con, cây con nhưng mà cây con lớn. Cây rất là đẹp cho mấy chị luôn nè. Quyên Trần một cặp, chị Quyên Trần nè. Thấy không? Có 170, một đi một cặp có 320 nha. Một cặp là 320 giúp em. Cây này nhà mấy chị thấy không? Trồng là không bị rớt lá chân. Vẫn giữ được bộ lá đẹp hết mức có thể cho mấy chị. Này là người ta tỉa rời bớt rồi đó mấy chị. Chứ là nó còn cao hơn nữa đó nghe mấy chị ơi. Nè coi nè. Mấy chị đông cây cao và rất là đẹp cho mấy chị. Một lẻ là 170.000, đi một cặp là 320. Một cặp là 320 nha. Quá đẹp luôn. Eco cam lửa. Cái này trồng mấy chị gì?
có thể tích công được, nhưng mà đa phần em thấy để nguyên lùm với chị nhảy lùm á cho nó đẹp khỏi cần tắt. Nhiều anh chị còn muốn cho nó lùm nữa mà. Nhiều cần mua nhiều cây để ghép mà, nên là mình tách ra làm gì, mình không biết tách, nhiều cây tách ra nó chết nữa nghe. Đó, xả một cây vanda lấy 200 con lửa. Cô ok, cô Long Nguyễn. Cây quá trời đẹp, mấy chị ơi, có 170.000 một cây vô tâm lửa nè. Nó nhảy con đến mức độ thế này nè mấy chị thấy không? Nãy giờ cây nào cây đó lên với mấy chị. Cây không có bị rớt lấy chân. Cây không có bị rớt lấy chân và cây rất đẹp cho mấy chị nè. 170.000 nha. 170 một cây. Chốt cái này chốt 170 giùm em nè. Đó, cây đẹp khủng khiếp luôn mấy chị ơi. Đi một cặp cho nó đẹp. Một cặp là tiết kiệm được 20.000 nữa. Một cặp là tiết kiệm được 20.000 nữa cho mấy chị đây. Đó, bộ rễ rất là đẹp nha, cây và cực kỳ khỏe cho mấy chị. Dòng này nó cũng dạ anh ơi lấy lẻ là cứ cứ cái mức giá đó cho mình nha. Và banana trắng đổi màu là 180, tôi cô cam lửa là 170 nha. Đây, cặp này là 320.000 eco cam lửa. Chốt cam lửa chốt 30 còn được chưa đây? 2 4 6 cây. 10 cây nữa. 10 cây cam lửa nữa cho mấy chị nha. Bên kia là được cho mấy cây chưa? Cái này cặp này cho chị, cho chị Trần Ngọc, cặp này 320 chị Trần Ngọc nè. Thế thật sự mấy chị mua mấy chị chơi đi. Thật cái giá này cho mấy chị là thiệt luôn mấy chị. Đây này cho chị Xuân Lê, một cái cây cô cam lửa chị Xuân Lê nè. Để chị coi nó nhảy con chị nè. Không có bị rớt cái lá chân nào luôn nha chị Xuân Lê ơi. Cô rễ nó đẹp nè. Xuân Lê một cây cô cam lửa. Banh đá trắng em còn được 2 cây nha. Cô Nga Trần có cô cam lửa chưa? Banh đá trắng đổ màu em còn được 2 cây mấy chị. Của chị Trần Ngọc là nhiều con lắm, chị yên tâm đi. Không tin mai kêu nhân viên chụp cho coi. Cây của nó là mấy chị coi là cây lầm đẹp phải không? Một cặp là 340 nha. Ý một cặp là 320 mấy chị. Lẻ là 170, cặp là 320. Nó rẻ hơn banh đá trắng 10.000 á. Đây em lên một cặp đều đều cho mấy chị nữa nè. Hết rồi. Đây. Mấy chị thấy không? Không có bị rớt cái chân nữa trơn á. Cây thân cao và rất là đẹp cho mấy chị luôn. Cặp này là 320 nha. Cặp panda, một cái cặp eco nè mấy chị coi nè. Không bị rớt một cái lá chân nào luôn nè. Cặp này là 320. Chốt này chốt 320 giùm em. Ê phía sau có cây ngọc điểm, có cái thằng đồ lấy cây ngọc điểm vàng. Có cây màu lên bán. Không chưa. Có cây màu. Đây, cặp này là 320 nha. Lẻ là 140 cây, 170 cây chứ quên. Bông nó lớn lắm nó. Em còn mấy chị còn đâu mà sáng lục ra được một cái cây ngọc điểm vàng đi đỏ. Có nhỉ con cho mấy chị cây ngọc điểm vàng đi đỏ này là 250 nè. Còn sót được cây nè. Anh chị nào có chốt còn cây ngọc điểm vàng đi đỏ này chốt em nha, 250. Còn được cây mà nhiều thân cho mấy chị luôn nè. Đó nhiều thân nha. 250. Cho coi lại mặt bông quay cô cam lần nữa nha mấy chị. Xong rồi em xuống luôn. Tại còn có vài cây à. Ê cô cam lửa nè. Cây nó quá trời đẹp luôn. Bông chốt cho cô anh Trần cái ngọc điểm vàng đỏ em đuổi gặp đơn. Đây là mặt hoa của eco cam lửa và bông lớn. Và em luôn nói với mấy chị một điều, hằng này mặt bông này trên thị trường Việt Nam mình cũng khá là khang. Tại vì thị trường Việt Nam mình có eco cam. Cam mà dạng là dạng cam mấy chị, chứ không phải là cam lửa, mà dạng là tông cam cà rốt. Khi mà cái cam lửa này nó gần tàn, mà đến mức độ này nó vẫn giữ được cái tông màu cam cho mấy chị nè. Đây là cây nó tàn rồi nha. Nó vẫn giữ được cái tông cam đậm như thế này cho mấy chị luôn. Không chuyển màu, cam rực luôn nha mấy chị. Thường á những cái dòng này khi nó gần tàn mấy chị nó sẽ nhạt đi, giống như là màu cam nó sẽ chuyển sang màu vàng cho mấy chị, và cái bông nó nhạt dần mà xuống tông màu. Còn cái này nó vẫn giữ nguyên một cái tông cho mấy chị rực rỡ luôn. Hơi bị rực rỡ luôn. 170.000 một cái cây keo eco cam lửa. Mấy chị lấy một cặp là 320 giúp em nha. Nãy giờ anh chị nào khách mới nhớ lên số ngồi địa chỉ giùm em nha mấy chị. Đây,
chốt cặp này là chốt 320 giùm em nè, 320. Em còn được một cây vanda trắng đổi màu, hai cây. Cây này là 180.000 nha. Tâm lửa hàng lá nè anh Phước Hồng ơi, có bông cắt rồi đó, là cái, có bông mà cắt rồi nữa rồi đó anh, yên tâm đi, cái này là giống hoa quanh năm mà. Eco vanda là những cái dòng cho hoa quanh năm mà mấy chị, cái nó dễ trồng mấy chị ơi, nó không có tốn quá nhiều phân thuốc. Em cũng thấy gần như hết bị sâu bệnh đó. Cây vanda trắng đổi màu nha, vanda trắng đổi màu nè, cây này là 180.000. Cây lá xếp có nhảy con mấy chị coi nè, 180 cây này giùm em nha, 180 vanda trắng đổi màu. Còn eco cam lửa là nó nhảy con, chung là eco cam lửa mà nhìn kiểu như nó muốn bự hơn vanda luôn mấy chị coi nè, tại tùy theo đặc điểm, tùy theo cái màu thôi, nó bự hơn luôn nè, coi nè nó bự hơn luôn. Mình còn được mấy cây có vòi ăn đó vậy, cho lên luôn. Được mấy cây eco cam lửa có vò ha, hả? 200.000 một cây eco cam lửa có vò bông, 200.000 được mấy cây á, lựa riêng được mấy cây cho mấy chị trong tùng nè. Ok chị Nguyên Trần, cắt một xíu âm lên luôn á nghe chị à. Kim Thanh Dương Thị ơi, trời ơi mấy chị coi nè, dữ trời. Đây là cái cây eco cam lửa nó có vò ha, cây này là 200.000 một cây nè, anh chị nào có chốt có vò chốt em 200 nha. Ông tìm được mấy cây hay vậy, lựa được mấy cây hay vậy. Ê cô cam lửa có vòi hai nha, nhiều khi để ý nó biết, còn để ý nó không biết luôn. Cây có vòi 200.000 một cây, cố gắng mấy chị chốt tim giùm em nha, đổi mạng chế đổi lắm mấy chị ơi, có mấy cây à, đổi cho tới sáng luôn á nè. Có vòi hai nè, ê cô cam lửa có vòi nha, bộ rễ của nó trời, bộ rễ của nó khủng khiếp luôn mấy chị ơi. Cây phụ nữ gì hả chị Thục? À cho chị Văn Châu cái cây này, cho chị Văn Châu nha. Chị Nguyễn Kiên một cây, chị Nguyễn Kiên 200 nè. Cây đá lục cái đó còn giết chết, còn cây nào không? Cho chị Diễm Phúc một cây, chị Diễm Phúc nè. Dạ cây có bồ ha là 200.000. Cây là cây mẹ bông con nha, cây là cây mẹ bông con luôn cho mấy chị eco cam lửa đó. Có em lục lục coi còn cây nào không nha mấy chị ơi, đợi xíu rồi chị Lâm Ngân ơi. Nè cái bông nó tàn mà nó vẫn như thế này cho mấy chị nè, màu cam đậm lắm nghe nè, nó tàn nó bắp lại chứ bông nó lớn mấy chị, nó bung bông lớn lắm nha, tàn nó quặp lại nó bung chứ bông nó lớn lắm. Nè cây này nè chị yêu, cây con ở dưới mình nó có bông luôn á chị, cây cỡ gan tay là bắt đầu có bông nè, cho chị Lâm Ngân nè, 200.000 một cây như thế này nè mấy chị, chị con quá trời và đẹp khủng khiếp luôn. Cho Nguyễn Dương hai cây có vòi, có 200.000 một cây mà đẹp, hàng này hàng đẹp cho mấy chị, không có bị rớt mấy chân gì hết nghe. Nè cây của nó nè, mầm nhảy con quá trời luôn nè, nhìn kỹ vô cái gốc cho em nha, kể cả hàng lá hàng bông đi chăng nữa cây vẫn là cây đẹp, không có bị rớt cái chân. Hai cây cho Nguyễn Dương ạ, cây nó không giúp em nha, phải chết chết mấy chị, còn được cây nào này là 200.000 nha, có bồ hai cho mấy chị nè, ở cái cây con ở dưới đây nó cũng có bồ hai nữa nè mấy chị, chứ nói gì, chậu này là 200.000 nha,
anh chị đâu có chốt kêu cô cam này chốt 200 ngàn giùm em. 200 ạ. Bên em bán hàng có bao ship mấy chị, trái cây và không bao ship. Khi mà mấy chị lấy một cặp là bớt được 1 ngàn, giống như là cây này là 200 ngàn, mấy chị lấy hai cây là 380 nha. Cho chị Long Dương cây này gặp đơn à. Nè anh chị nào mới vô cho coi lại mặt bông của nó nè. Mặt hoa của nó nha mấy chị. Mặt hoa của Eco Cam Lửa nè, up cái giá gì tiền gian giùm mấy. Chị Bảo Ti cây Vanda có vòi, chị Bảo Ti 200 ngàn nha. Bảo Ti cây Vanda có vòi nè, 200 à. Một cây cam lửa có vòi chị nè. Ở đây đang có những con chị luôn ơi, chị Nga Trần ơi. Đây Nga Trần nè. Thí Dương xã cây Vinh Na. Cái gì? Chơi Vinh Na trước. Cái này tôi thủng rồi. Cháu xã Vinh Na. Đây là mặt hoa của Vanda trắng nửa màu nè chị nào hỏi em á. Bông cực kỳ to và màu rất là hiếm nha. Nó là tầng lá xếp cho mấy chị và bông rất là to. Đây là Vanda trắng nửa màu nè. 180 ngàn một cây, đi một cặp là 340. Đây là Vanda trắng nửa màu nha. Em ức ở đây. Còn cái này là Eco Cam Lửa. Cây hàng lá là 170. Một cặp là 340, cây hàng vòi á là 200 ngàn một cây, một cặp là 380 nha. Đây là mặt hoa của Eco Cam Lửa bông lớn nè mấy chị. Đây. Đúng rồi, chị Bảo Thi là cây cam cho chị Thi ơi. Dạ chị Nguyễn Anh Nguyễn Dương ơi, em muốn coi lại cây á. Inbox của Messenger nhân viên chụp hình cho mình coi lại cây nha. Không cần phải chụp hình lại cây trên Facebook đâu ạ. Đây, cây là cây Eco Cam. Cam lửa có bồ 2 cho mấy chị. Cây này 200 ngàn. Chốt cầu này chốt 200 ngàn dùm em nè. Mẹ bồng con cho mấy chị luôn nè nha. Cây dù là bồng con, dù là có bồ 2 vẫn không bị rớt lá chân cho mấy chị nè nha. Cây này là 200 ngàn ạ. Còn mấy chị lấy hàng lá lấy 170. Còn hàng có vòi là 200 ngàn dùm em cây này. Chốt này chốt 200 nha. Bên đá trắng hình như còn được 1-2 cây á chị Duyên Phạm. Chốt cặp này chốt giùm em nha. Cây này chốt em 200 ngàn. 200 giùm em cây này nha. Anh Dương ơi, mình khách mới, mình lên địa chỉ giùm em luôn nha. Mình muốn coi lại cây thì có thể inbox của Messenger, nhân viên sẽ hỗ trợ chụp hình cho mình coi lại cây thực tế nha. Xong sẽ lên cái này cho mấy chị luôn nè. Mấy cây bò bà lu á, có bò bà lu về hàng á mấy chị. Hôm nay có bò bà lu với bò tím về hàng nè. Bò bà lu với bò tím nha. Được mấy cây mà cây có bông luôn á. Để em coi cái giá của bò lu bò tím bao nhiêu tiền.
không có giá luôn trời, sao bán đây? Em có được mấy cây bò bà lu và bò tím cho mấy chị nha. Em lên bò bà lu và tím luôn. Dạ, mưa lớn từ chiều giờ mấy chị. Hầu điệp vàng, hầu điệp vàng hai ngọng á. Ok chị Duyên Phạm, cái bên đây nhiều con nè. Thì chị ơi, cây này là khỏi chê luôn á chị. Mặt trước ta, cây bên đây nhiều con không quên. Đây, cây vanda vậy con nhiều cho chị nha, 180.000 chị nè. Ok chị Thoa Nguyễn à, có bà Liễu luôn nha. Cái được vàng là 180.000 một cây nha mấy chị. Vàng hay ngọc 180. Vì giờ hồ đẹp có cũng khang nha mấy chị. Thời điểm dịch chứ, dịch năm rồi á, giá hồ đẹp nó giảm cho lắm. Mà kể cả năm rồi bán có giống như là thời dịch đợt năm rồi mấy chị. Bán có nhiều khi hàng đài nè, bán có 130 cây luôn mấy chị. Còn bây giờ dịch năm nay hồ đẹp nó khang, không có hàng luôn. Giá nó tăng lên nữa chứ không gì nó giảm. Phải giảm như năm rồi em bán cho mấy chị mua thả ga luôn. Rồi ơi, năm rồi nó giảm phải không? Mấy chị cứ nghĩ đi, dịch là về dịch Covid đó. Nhà vườn nó ứ hàng, bắt buộc nó sẽ hạ giá xuống cho mấy chị. Rồi bung ra đến mấy chị một cái cây hàng đại, giống như những hàng 180 của em bán mấy chị á. Bán có 130. Rồi cũng kiếp mà nó đẹp. Mà hết rồi, đâu mà năm nay đâu có đâu mấy chị. Năm nay là cung không đủ cầu. Dù dịch nhưng mà nhà vườn rất ít hàng. Nên là giá nó vẫn như vậy, không có thay đổi. Hồ điệp vàng là 180 nha. Nè nó cũng giá vậy á nghe chị Duyên Phạm ơi. Nè thêm một cái cây eco cam có bò bông cho chị 200.000 gộp đơn nha. Hồ điệp vàng là 180 một cây. Xong lên bò tím bò bà lu cho. Được mấy cái bò bà lu ạ? Hôm nay hiếm ơi có được nắng bò bà lu cho mấy chị nè. Giá nó cũng rẻ không có đắt mấy chị. Để em xíu lên mặt bông cho coi. Bò bà lu này có 200.000 một cây à. Mà là cây có bông luôn. Cho mấy chị coi mặt hoa của bò bà lu này nha. Có 200.000 một cây à. Đang có hoa luôn, cây lớn cho mấy chị. Đây là mặt hoa của bò bà lu. Bò bà lu, bò vàng, bò tím, bò hồng là cùng một họ. Bò bà lu á, bông lớn, to lớn cho mấy chị, mặt hoa đẹp cho mình. Cũng giống như bò vàng, nó không có thơm nhưng mà bông rất là lâu tàn cho mấy chị. Đây là mặt hoa của bò bà lu nè nha. Đây là chụp chuẩn cho mấy chị và chụp buổi tối và lên màu rất là đẹp cho mấy chị luôn nè. Đây lên chuẩn nha. Bò bà lu thì chụp buổi tối nha. Mở lên tông màu đẹp ghê không? Cho Trang Vũ một cây hồ đẹp cho chị Trang Vũ nè. Trang Vũ một cây hồ đẹp ạ. À.
Lên tin giùm em nghe. Đây chị Nấm Thương, ngay cái bộ bà luôn chị Nấm Thương. Nè bộ bà luôn cái lớn mấy chị có 200 ngàn cây à. Rẻ đó mấy chị, đằng này em rủi luôn nè. Nấm Thương ngay cái bộ bà luôn à. Cho cô anh Trần một cây bò bà lu gặp đơn. Anh Trần một cây bò bà lu gặp đơn cho mình 200 ngàn nha. Anh Trần cho chị Kim Anh Kim Linh Trần một cây bò bà lu. Kim Linh Trần lấy cây nụ lớn chị Kim Linh Trần đi. Chị đẹp ngô ơi, còn cây nhú rồi chị đẹp ngô có lấy không? Hết luôn rồi. Con cây nhú bò đây nè. Con cây nhú bò chị đẹp ngô có lấy không? Hết bò bà luôn rồi. Rồi em lên bò tiếp cho. Có được hai cây bò tiếp không nè. Chị đẹp ngô có lấy không? Không lấy thì em để cho chị Thu Huyền. Cảm ơn chị Mai Phương nhiều ạ. Chờ con cây nhú bò không ạ? Hết luôn rồi. Bò tiếp nè. Này là bò tiếp. Cũng 200 ngàn một cây bò tiếp của bông. Có được 2 cây à. Anh chị nào có lấy bò tiếp lấy 200. Chị đẹp ngô không lấy đâu. Đẹp ngô lấy cơm. Nè cái này cho chị. Cho chị Thu Hèn được con cây nha. Thu Hèn được con cây. Cho chị đẹp ngô. Đẹp ngô nè. 2 cây bò tiếp mụ lớn. Chị đẹp ngô về cho nở luôn nha. Là hết luôn nè. Chị em có được một cái cây thỏi vàng, cây lớn đẹp lắm nè. Cây này là thuần than. Thuần than nè. Đây 160 thỏi vàng. Tích Trần Văn một cây banh đa trắng có nụ gặp đơn. Tích Trần Văn một cây banh đa gặp đơn cho mình nha. 200 ngàn ạ. À. Cây là cây thỏ vàng rồi mấy chị. Em cho coi mặt bông của thỏ vàng nha. Mọc 60 chị Nguyên Trần. Còn mà liễu đúng không? Hết liễu rồi, nãy còn có con chậu mà canh kia anh lấy mất tiêu luôn rồi chị Thi ơi. Thấy không? Cái gì? Lấy cây lại đi. Còn được cây mãn thiên hồng mấy chị. Có một cây một trái hàng luôn, không có hàng luôn nè. Em đang cho mấy chị coi cái cách cho mấy chị cách đài lon nè. Cách đài lon cho mấy coi mặt bông nè. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đây nó đi dự hội thi giải nè mấy chị. Đây là cách Anna nè, mặt bông của nó nè. Rất là to và hoa thơm nha. Cây này có 180 mấy chị ơi, đang có nụ hoa cho mấy chị nè. 180 ngàn. Cây hai hướng một lùm luôn. Chứ thể nó bằng bằng than nhuyễn nha. Chứ thể nó trồng bằng than nhuyễn nè. Cái chậu này á, là hàng đại chuẩn cho mấy chị 180 ngàn. Lấy cái gì chị Lê Trâm Anh ơi, chốt cây này cho chị Kim Kim Linh Trần một cây Acatana nè. Panda vừa rồi là màu trắng đổi màu với chị Lan Phương, trắng đổi màu có răng mặt bông lên á. Cây mãn thiên hồng này nè mấy chị, ba ngọc hoa luôn nè. Còn em để cho mấy chị 170 luôn nha, mãn ba ngọc luôn. Dạ ok chị đẹp ngô, chắc ít có xảo quá mà cái màu bò bò lu có hiếm quá trời. Lan điếu còn không vậy?
cây này 3.000 bông luôn nè, đáng 380, còn con cây em để cho mấy chị 170 luôn nè. Có chốt mãn chốt 170 giùm em nha. Quá nó đẹp luôn mãn nè. Cây mãn thiên hồng cho chị Lê Trâm Anh nha. Lê Trâm Anh cây mãn thiên hồng nè. La không điếu không còn được, bản điếu. Bản điếu này là 240 nè. 240 nè mấy chị. Nó có nụ đang con nụ lên nè. Ống điếu này là màu hồng nè mấy chị. 240 nha. Em cho mấy chị coi mặt qua coi nó là ống điếu nè. Lá ống điếu màu hồng này nè mấy chị ơi, màu hồng này nha. Đây là mặt hoa của ống điếu 240. Em để chị Vân lấy ống điếu 240 luôn nè. Để chị để nắng trực tiếp thoải mái ngoài trời, thoải mái nha chị Vân Ly. Đây nè, cái cây này là cái cây cát có đủ cho mấy chị nha. Cát Anna này 170 ngàn. Chốt Anna này chốt 170 giùm em ạ. Panda tiếp blue á, thị trường nó đang bão hòa nên là em không có nhập Panda tiếp blue về cho mấy chị. Panda tiếp blue nó cũng là hot trend một thời, nhưng mà thị trường Panda tiếp blue nó đang bão hòa nên là chưa có nhập được tiếp blue. Màu đầu hết hot em nhập mấy chị, còn thị trường đang bão hòa thì em không có nhập. Cây cái cây cát này giùm em là 170 nha, hàng đài nè, nó có bông mấy chị chơi nè, 170 nha. Lấy mấy cây có hoa, bữa giờ chưa có bán những cây đinh nắng có hoa mấy chị. Lấy mấy cây có bông nữa đi. À, mấy cây đen nắng đồng tiền, nắng hồng, nắng nha, tùm lum hết trơn kìa. Tính ra là bữa giờ không bán mấy cây đó luôn. Để em lên cho mấy cây nắng đi, cho mấy chị dễ mua nè. Bữa giờ không có lên bán. Đây là đồng tiền tím. Em bán mấy chị 45 ngàn cây luôn. Cờ bán rẻ cờ đó cũng mua nữa thôi luôn nha. Tại nhiêu ta? Là 90.8. Lấy 5 cây giùm em đi. 5 cây giùm em đi. 5 x 45 là nhiêu ta? Ngàn một cây, mấy chị lấy combo 5 cây đi. Để mấy chị 220 luôn á. Trời ơi, bớt em 5 ngàn nữa đó. Đi combo ngàn còn lấy lẻ, em bán mấy chị 50 ngàn nữa nha. Mày yên tâm nói chị ơi, không có chỗ nào bán rẻ cỡ này đâu. Đồng tiền tím nghe cây đẹp luôn nè. Nè, hai chị đó đang tính 220 cho chẳng nè. Chứ có cước lên 5 ngàn đâu Tâm Nguyễn. Chui dứt nè. Chui dứt luôn á. Bán nè, 5 cây 220 cho mấy chị luôn nha. Coi này đồng tiền tím mấy chị, em bán mấy chị rẻ lắm. Mà cây đẹp nè chứ không phải là cây xấu đâu mà bán cái giá đó cho mấy chị nha. Mấy chị ơi, người ta bán 70 ngàn cây đó. 5 cây đồng tiền tím này là 220 giùm em. Dạ có, chiều là bán cấp cam. 5 cây cho chị Lương nè.
em bán cho mấy chị là cái rẻ, giá rẻ nhất có thể luôn nha mấy chị. Không có nhà vườn nào bán đồng tiền tím mà cái giá này cho mấy chị đâu, cho coi đồng tiền tím nè. Đồng tiền tím là bộ bông nó dài lắm, nó xiên hoa, trồng càng lâu là bông nó càng nhiều. Khoảng cây đạt chuẩn từ 35 bông trở lên, xiên bông cực kỳ cho mấy chị, hoa quanh năm, dễ chơi lắm nghe mấy chị. Cha chuyển cho một combo đẹp đủ to. Hôm nay có kinh công hả? Kinh công nhưng mà có hàng sale được không? Chị mua về chị dưỡng lại, em bán rẻ cho. Tay chuyển Yến chậu nè. Dạ chị Nguyễn Lệ, không có một điếu đem kiếm còn bạn biếu ông cho chị Nguyễn Lệ ơi. Nè 5 cây nè, 5 cây này chị chuyển trâu nha, 5 cây để 220 luôn. Rồi nè cây đẹp của mấy chị, chứ không phải là bán mấy chị 45 ngàn 5 cây 220 mà cây xấu đâu nha. Cây đẹp đó, cây chị đẹp ngô, 5 cây nụ lớn đẹp chị nè. Nụ lớn có nở, không có nở lấy nụ lớn chị. Đẹp ngô 5 cây, 5 cây để 220 luôn nha. Lavender hôm nay em có hàng mấy chị, không có lavender nha. Ồ mình nở trong điếu luôn hả? Không có hết đầu xả luôn. Hôm qua không hết đầu xả luôn hả? Hết trong điếu chị lại ơi. Đâu của chị Mỹ Kim chắc chắn là đóng rồi chị Kim. Nè tròn nó đẹp ghê luôn mấy chị. Cái này cho chị đẹp ngô 5 cây nha. Em cố gắng lựa nụ lớn nhất. Hé nở chị đẹp ngô nè. Cây đẹp nha mấy chị, không phải là bán mấy chị 45 ngàn. Là bán cây thanh lý không nha, không có đâu nghe mấy chị. Cây đẹp lắm luôn á. 5 cây chị đẹp ngô nè. 5 cây nè 220 chị đẹp ngô nha. Và đồng tiền tím nha, nồng đi ớt ơi, em bán 5 cây 220 nha. Người ta thì trường mới chị biết cái đồng tiền tím từ 70 ngàn một cây, rẻ lắm á, thì nó cũng là 60. Em bán mấy chị có 45 mà. Còn rap lên chưa hả? Rap gì ta? Có rap thì yêu ơi. Cho chị Thúy Hồng Nguyễn 5 cây nè. Thúy Hồng Nguyễn 5 cây đồng tiền tím cho mình nha. Đây Thúy Nguyễn ơi, có một cái cây đồng tiền này là đồng tiền vàng tia cho chị nè. Có một cây lọt trọt cho chị nè. Cho chị Thúy Hồng Nguyễn nha. Vàng, đồng tiền vàng. 5 cây Thúy Hồng Nguyễn nha. Dạ có các tem với chị Trần Thiên Nga đây xíu. Thanh Thanh không điếu nữa, không điếu rồi mấy chị ơi. Nè mấy chị có cái chậu cắt tú cầu nè. Tú cầu là tú cầu mặt bụng mấy chị, cực kỳ thơm. Mà bông nó gần tàn rồi nên em bán bằng lá. Cái chậu này là 200 ngàn. Mà nó thơm dữ lắm, thơm mấy chị lấy giống nha, hàng này hơi hiếm. Hay còn kêu nó là cát gì, cát hậu báo, cát báo báo, cẩm báo, không mà cát cẩm báo. Cát cẩm báo cho mấy chị á, em hay còn kêu nó cát mặt bụng rất là thơm, cứng lắm. Đây, này là 200 ngàn, bán bằng lá nha. Thơm lắm, thơm luôn nè. Cát nó là cát cẩm báo, kêu cát mặt mộng, hàng tem mới chị. Thuần mộng ở thông nha, hàng đẹp nè. Bán lá mấy chị 200. 200k cho chị Nga Trần à. 5 cây đồng tiền cho mấy chị nè nghe. 5 cây 220 luôn mấy chị. Đẹp mà rẻ mua nữa mà mua về treo đâu hả? Vô chậu lớn, vô chậu ghép chậu anh Đồng Đế thôi. Mà bán mấy chị 45 ngàn cây xứng đáng không? Tại còn mấy cây em bán rẻ mấy chị chứ. Ai đâu bán giá này mấy chị. Họ mua 60k này chỗ đẹp lắm, cảm ơn chị Ngọc Văn Đào Thị. Nó nói chung là 60 ngàn cây đó mấy chị, chứ không phải là em bán điêu mấy chị đâu. Nó cây đẹp nha, mà bán mấy chị coi là 45 ngàn cây chất lượng. Mấy cây à. Dạ chị Tiên Trương ơi, lấy 5 cây chẳng 220, tại vì em cũng rẻ lắm mà chị Tiên Trương. Lấy 5 cây thì điêu ơi, chứ ai đâu bán cây hằng có bông này cho mấy chị giá này. Người ta bán hằng lá mà dù cây chưa được giá đó nữa. Chị Tiên Trương 5 cây đẹp nha, 5 cây đi Tiên Trương, 5 cây đi nè. Không phải ép nhưng mà cây đẹp nên mua. Cây xấu không có ép đâu. Cây xấu không có ép mấy chị lấy đâu. Ép mấy chị lấy cây đẹp mà ra giá rẻ thì nên ép chứ. Nè, cứ nói cho chị Tiên Trương 5 cây 220 nha. Đủ 5 cây không? Còn 17 đến 50 đi.
Ok chị, coi. Để em kê gắn kiếm cái đường cây nữa cho đủ 5 cây á. 5 cây đồng tiền tiếp là 220 ngàn nghe. Rẻ quá nè khách ơi. Cây đẹp luôn nha. Cây bữa rồi. Qua đây chú Hùng. Cây đó hôm qua em bán rồi nhưng mà chị thì gì đó chị đi công tác nên chị xả đó. Chốt chị Hồng cẩm 5 cây nè. Đẹp cho mình là 5 cây có 220 mấy chị, đồng tiền tím á nghe. Cho cô lên. Cho cô anh hay thích 10 cây nè. Trời đẹp cho cô anh thích nghe. Cái đẹp luôn á cô anh thích. Cái xấu không có ép mấy chị lấy đâu mà cái đẹp giá rẻ mấy chị lấy đi. Từ em sale mấy chị chứ không có giá này đâu. Bà chủ không cho giá sale đâu nghe. 5 cây nè. 6 cây cho cô ăn thích. 7 cây à. 7 cây cô ăn thích nè. Tối nay cứ hàng hết đó mấy chị. Hôm nay cứ hàng hết đó mà chưa có lên mấy chị được. Em lấy mấy cây tím kia lại đi. Lấy mấy cây tím kia lên bán rẻ cho mấy chị. Cây này em chưa kịp bán mấy chị. Cái cây hồng môi tím chưa kịp bán mà chuột nó cắn hết trơn cái bông rồi. Giờ bán lá mấy chị luôn, bán lá bán lỗ luôn nè. Cô ăn hay thích 10 cây nha. Cô ăn hay thích 10 cây nè. Đây. Lấy mấy cây hồng môi tím thì đẹp quá trời đẹp luôn. Thật sự mấy chị chưa kịp bán luôn á. Chuột nó cắn cái bông nó hết trơn trời luôn. Thiệt em cho coi nè mấy chị thảm thương lắm kìa. Không phải là gì. Chuột nó cắn cái bông. Nó không cắn cái lá mà nó cắn cái bông. Cỡ gì đó mấy chị, mấy chuột nó khôn cỡ đó đó. Ở đây mấy chị cắn cái mầm tên với cái bông nó cắn gì chứ. Có 2 cái đồng tiền tím bằng lá, mấy cây vậy? Mấy cây không? Có mấy cây lá bán rẻ cho mấy chị đi. Cái gì sổ hoa tím chớp chị Mộng Thu. Cái gì mà sổ ra tím chớp vậy cô nương? 4 cây này rồi có mấy cây lá này bán rẻ cho. Xíu lên cái màu mà hồng dễ thương nè. Chị gửi lên website xin vô ạ. Cái gì? Nè 5 cây nè, 5 cây này em để mấy chị 150 luôn nha. 30 ngàn luôn. Đây có được cây nè. Con Trần ơi, giờ con còn lá nè. Nè còn được cây này có bông cho cô anh Trần nha. Nè cây có bông cho cô anh Trần nè. Được cây nha. Đừng có chê mấy cây gãy bông, mấy cây nhiều cây về xấu chết luôn. Cây băng cốc. Đừng nói là em bán cho chị cây băng cốc tím ở dưới sao chớp ngang. Trời ơi chùi. 6 cây này là 180 nghe. 6 3 18. Để chị Susi Trần nghe. Ta bán rẻ mấy chị chứ cây đẹp quá trời luôn nè. Người ta bán cây này cho mấy chị 50 ngàn, 60 ngàn lá đó. Kệ. Cho chị Thu sổ chớp. Chị Thu kiếm chút đỉnh tiền nữa. Ê, cái hồng nó đẹp quá nè. Mấy chị có cái màu hồng này ngọt quá nè mấy chị. Hồng này có được mấy cây rồi? Em cho coi hồng nè. Cái chị Xuân Di Trần 6 cây đó trong 8 nè chị Xuân Trần. Này có được mấy cây nè mấy chị ơi. Đủ 5 cây không? 5 cây bán 220 luôn. Cái màu hồng này nó là hồng gì ta quên ta. Em không biết hồng gì, nó là hồng mới mấy chị. Hồng đẹp lắm. Nó nè, hồng sen không phải hồng sen. Nè. Hồng môi tím ở ngoài nhìn ngọt lắm, bữa em mua về nè. Đẹp quá chị Minh Tâm, bữa chị ghé nè. Chị coi nè chị Minh Tâm ơi. Nè nó chuột nó gắn cỡ này nè chị. Cây em thật sự với chị hàng về nhiều á. Nó những cây hàng nhỏ nhỏ em chưa có kịp bán mấy chị. Để gốc là chuột nó leo lên nó cắn bông hết trơn luôn nè.
nhiêu cây nè, em để cho 220 luôn nha. Cây hồng này đẹp quá nè mấy chị. Có mấy con nở nào dưới không? Lấy cho mấy con chị nè. 5 cây em để 220 luôn nha. Ít lắm, màu này ít lắm nè. Có mặt bông nào nở cho mấy chị coi. Hồng này đẹp lắm mấy chị. Hồng đậm đậm nó cũng không nhạt nha. Không phải hồng sen nhưng mà cái hồng này đẹp lắm. Màu mới mới nó lan lan trắng chút đỉnh. 5 cây này là 220 nha. Em bán rẻ luôn cho mấy chị luôn nè. Chốt 220 cho bằng vũ à. 220 cho bằng vũ nè. Nè em lên cái hồng môi tím cho à. Nè lấy cái mặt hoa đây luôn, đinh vàng nó đẹp quá nè. Nó bị trột trắng cái bông nha. Nên là em bán rẻ hàng lá cho mấy chị luôn nè. Chưa gọi là, phải nói là thật sự mấy chị là chưa kịp bán. Bà chuột cắn cái bông rồi. Nó cắn hết trơn cái bông còn cái lá. Ủa Zalo hả? Zalo em nha. Em vô em coi. Gửi qua Zalo em á chị Thu. Chưa thấy chị Thu mà. Trời ơi chớp luôn coi vả kìa. Chớp luôn à. Cây là cây băng cốc hồng nè, cái này là chị cho nắng xíu á chị à, chị Thu lên lên đẹp luôn á. Để cho mấy chị coi bữa em bán cho chị khách nè. Cây băng cốc xinh xích hồng. Mà giờ chị nó chớp nè, cái này là chị chụp cam thường nên là chưa có lên màu đẹp nè. Chớp luôn nè mấy chị coi nè. Đó chị gửi qua đó. Đúng ngon lành luôn. Cái này là có tiền đó chị Thu ơi. Tiền vô á chị Thu. Bán được tiền kiệu á. Cái đó bán được tiền kiệu á. Em lên cho mấy cây có mặt bông mấy chị coi nè. Đây là mặt hoa của cái thằng. Cái này là hồng môi tím là cái màu nó ngọt dễ thương lắm mấy chị. Em bán ăn lá luôn nha. Chụp, chị chụp chưa có sáng á. Cái mặt bông chớp đó chị phải đợi nở khoảng tầm 5 bữa nữa. Giống như là nó nở gần hết á. Gần hết cái bông nó mới lên chuẩn chớp nhiều chị. Cái chị di chuyển ra nơi có nắng á. Khi chị chụp giữ là cái mặt bông nha. Hiếm lắm á. Ít có thằng xe xa băng cốc chớp á. Em chưa thấy thị trường đang có xe xa băng cốc chớp đâu nha. Ráng cái dưỡng cái chậu nó bự lên thì ai muốn mua thì tách kỳ chia cho người ta nha. Chứ chưa có thị trường, chưa có thằng xe xa băng cốc hữu chớp đâu. Thị trường chưa có đâu nha. Ráng dưỡng dưỡng cây nó răng lớn lên chút rồi cái muốn bán kỳ thì tách kỳ ra bán cho người ta. Mới nở hôm nay à. Vậy là chưa chuẩn rồi, mới nở hôm nay là chưa chuẩn. Nở khoảng 3-4 hôm nữa kìa. Nó mới chớp nhiều chút cho chị, vẫn lên màu đẹp chút. Trời bán cho 30 ngàn cây. Lấy đại 5 cây đi mấy chị ơi, 5 cây về ghép vô chậu. 5 cây 180 nha, bán lỗ mấy chị nè. Thật sự là chưa có kịp bán bông. Mà chuột cắn rồi. Cây lầm lầm không mà cây tơ đẹp lắm nha. Hồng son môi. Cây này bổ sổ chớp nữa mấy chị. 5 cây hồi nãy của anh á là cây hồng á nha. Cây hồng á. 5 cây là 180 ngàn nha mấy chị ơi. Em bán 30 ngàn cây cho mấy chị luôn. Mua về mấy coi như bông bó mấy chị cắt mấy chị dựng lại giùm em nghe. Nó 5 cây này 180. Có gì đâu tại chị hên á. Không thời chưa tới cả không kịp luôn mấy chị Thu. Thời chưa tới cả không kịp đâu. 5 cây này 180 ngàn. Đây là cái thằng hồng môi tím em bán mấy chị 30 ngàn một cây. 30 ngàn một cây luôn nha. Cây lầm không mà. Chưa có kịp bắn bầu hoa của mấy chị nữa. Cây này không quá cao nha. Cây này làm bông đẹp lắm mấy chị. Em cho coi cái mặt bông màu mũi chiếm cho. Ủa 5 cây 5-3-15 hả? Ủa quên. Thêm cây nữa đi 6 cây 150, 180 ngàn. Sorry chị Nhung Nguyễn. Thêm cây nữa 6 cây 180 mấy chị. Không nhắc không biết luôn. 5 x 3 = 15 đúng rồi. 6 cây 180 mấy chị ơi. 6 cây nha, 6 cây 180 giùm em nha. 6 cây 180 thêm cây nữa rồi đó. Đơn hôm qua là đi hôm qua, còn đơn hôm nay là đi hôm nay nha chị. Đơn hôm nay là ngày mai đi. 6 cây 180 nha. Nãy tính là lộn giá cho mấy chị rồi đó. Cho coi một bông mà đợi một xíu nha.
ấy đem xeo rễ cho mấy cây nắng này nè. Thì bữa giờ về hắn nắng lớn cái mấy cây nắng nhỏ cái bỏ gốc không có thời gian. Nè cho mấy con một hoa của hồng môi tím nè, khi nó làm bông nó khá là đẹp á. Đây bông cánh khuôn bông nó lớn nha, mà nó là màu hồng sọc lưỡi đỏ nha mấy chị, nhìn nó đẹp lắm. Bông nó cây nào cũng có cao nên là mấy chị nhìn cái khuôn cái cây nó lùng không à, cao tối đa dữ lắm là khoảng 40 cm nha mấy chị là cùng, chứ nó cũng không cao hơn, nó không cao hơn đâu, nhưng mà được cái là nó xuyên bông. Nguyễn Văn ba cây gập đơn. Nguyễn Văn ba cây hồng môi tím gập đơn. Dạ được chị Hải Bích Thi ơi, mai ghé lấy sớm nha, lấy cũng được. Hải Bích Thi 4 cây nè, Hải Bích Thi 4 cây Hải Bích Thi nha, cái lấy là được, cái lấy sớm đi chị. Còn mấy cây nào còn lá lục cho em xem nha mấy chị ơi. Em có rồng, có cây cát đẹp có mấy chị 200.000 nè, chốt kết này chốt 200 giùm em đi, 200.000 không biết tên nha, thuần bằng phổ thông nè, rất là thơm đó chị ơi, cực kỳ thơm luôn á, này cực kỳ thơm luôn nè, 200.000 cây cát đi nha, có chốt này chốt 200 giùm em, 200 nha. Con cây một à, có được còn cây nào lá không bán xeo. Dạ đúng rồi, đơn tối qua đã đóng hàng lên đơn, đi đơn nghe chị. Bằng lá đây 6 cây là 180 nha, 6 cây hồng môi tím là 180 giùm em, 6 cây nè, 4 cây, 5 cây hồng môi tím. Cây này luôn nè, là 6 cây nè, ăn hãy thích 6 cây nè, cách 200 chốt cho chị sau nha em, cảm ơn ạ. Được mấy cây hồng môi tím còn bông nè mấy chị. Còn đó còn cây bông nữa. Đây, còn được mấy cây hồng môi tím có bông nè, em bán rẻ luôn cho. Ba cây bốn cây thì cô lấy 5 cây hồng môi tím có bông đi là 220 cô, 220 nha. À, ai thích 5 cây 220. Có bông chị đẹp cô nè. Còn cây đủ lớn không? Còn được 3 cây đủ lớn nè. Em để cho chị đẹp cô 220 luôn nha.
chị nào chốt cây tím cây hồng rồi đi, để mấy chị 80.000 gặp đơn nè. Cây tím cây hồng nha, cây tím cây trắng 80.000 luôn nha, 80 đi, 80 luôn, bán rẻ luôn cho mấy chị luôn nè. Lấy mấy kinh công kia lại sale bán rẻ luôn nè. Cho chị Thúy Hồng Nguyễn gặp đơn. Còn được hai cây hồng nữa nè mấy chị. Hai cây hồng nè. Cây là cây ghép tim ghép luôn nè. Ba cây luôn nghe, em để cho 120 nè. 120. Và có thuốc kích hoa chị Mỹ Hạnh 15.000, ít 30.000. TL 17 á. Nghe chị. Nói chị á, mấy nay mệt lắm, cạnh tranh nó đóng đá nhau tùm lum la trơn á, phá trái tùm lum la nữa. Bữa nay cạnh tranh tùm lum la trơn á, thì giờ nó kiểu như chơi điểu tùm lum la trơn, để xíu xuống la em chị em nói cho. Chơi điểu tùm lum la trơn á, chút nói cho. Ba cây 120.000. Họ đẹp mãn tiếng Hồng hết trơn rồi. Nào có về đẹp bán cho. Lấy cho cô Hạnh hai chai luôn ok. Có mấy cây này em bán rẻ cho mấy chị. Này là kinh công. Nhưng mà em bán cho mấy chị 15.000 cây luôn nha. Về mấy chị kinh công trước giờ thì không có nhiều thân. Em bán cho mấy chị, về mấy chị ra chậu mấy chị ghép lại nha. Em bán 15.000 cây cho mấy chị. Mấy chị lấy lại chục cây thì 150 đúng không? 12 cây thì 180 đúng không? 12 cây lên cho 12 cây lên. Chục cây 150. 2 cây nữa là 30 đà 180. Em lên cái này cho. Đang khổ đó anh Tâm, đang khổ đó. Này là cây kinh công luôn, anh chị biết rồi. Kinh công không có nhiều thân. Giá thị trường một cây kinh công cái này nè đã từ 60.000 một cây ăn lên. Em bán rẻ cho mấy chị, về mấy chị tách ra mấy chị ghép chậu lại giùm em nha. Nè đây là mặt hoa của kinh công nè. Em bán cho mấy chị 12 cây là 180.000. 12 cây giá 180 luôn cho rồi nha mấy chị ơi. Nè không ai bán rẻ thế này đâu. Kể cả cây giống cũng không được giá này luôn nha mấy chị. Hai cây đó xuống chưa? Hai cây đó chốt Thí Hồng Nguyễn mà 80.000. Chưa. Chị đẹp ngô combo nè chị. Tại chị tách ra chị ghép rẻ lắm. Em bán 15 cây là bán lỗ cho mấy chị nha. Chứ không phải là bán có lời đâu. Nhưng mà anh chị nào muốn nhẹ ship á, gửi đi á, em bóc cho thể cho nó nhẹ. Về ghép đi mấy chị. Giống này mấy chị mua đâu cũng vậy. Nó trồng tốt nhất là cỡ này, nó cũng có nhiều thân hơn. Mình muốn nhiều thân hơn bắt buộc phải ghép nhiều cây nó mới đẹp nha. Cái chị đẹp ngô combo nè, 2 4 5 6 nè. 7 nè. Kinh công nó nghe mấy chị, 8 nha, 9 nè, 10 à, 11, 12 cây cho đẹp ngô, 12 cây, em bán 12 cây 180 luôn, Thí Hồng Nguyễn combo 12 cây nè, 3 cây nha, 4 cây, thanh lý nhưng mà cây rất là đẹp mấy chị, tại hàng này về không có kịp bán, nên nó là nó hư bông, bây giờ bán hàng lá lỗ cho mấy chị luôn, không lấy lại được giá hàng lá nữa đó nghe. 2 4 5 6 nè.
7 nè. Đây là kinh công nha mấy chị. 7 nè. 8 nè. 9 nè. 10 chị. 11 cây nè. 12 cây nha. 12 cây bản thân của nó là gì không? Nó không có nhiều thân. Cho chị Nguyễn Thị Thủy Tiên một combo 12 cây. 12 cây em để cho mấy chị có 180 thôi nha. Tại còn mấy cây em bán tâm lý luôn cho. Chứ giá ăn lá cũng 40 ngàn một cây mấy chị. Đồng tiền tím hết rồi. Để coi em vét là còn. Để nó còn mấy cái tinh. Để chị để ấy đi. Mấy chị coi like đem tâm lý nha. Từ đây tới chị. Thì còn ít nè. Do bữa hàng lớn về nhiều quá, giặt nhiều quá nên em không có thời gian bán mấy chị những cái này. Nên là nó rớt lại, thôi bán lại mấy chị nha. Anh chị muốn em bỏ giá thể thì nói bỏ giá thể nha. Còn không giữ nguyên chậu, không giữ nguyên chậu cho. Cái này em lên chị Nguyễn Thị Chị Tiên nha. 12 cây chị. Nè kinh công nó nở bông đẹp lắm mấy chị. Đây là dòng đây là cát lai da kinh công nha. 3 cây nè. 4 cây, 5 cây. 6 7 cây 8 cây chị nè 9 cây nha 10 cây 11 cây 12 cây chị luôn. Đây là mặt hoa kinh công đẹp ghê mấy chị. Còn đủ 12 cây không? Cho chị Nguyễn Sáu một combo. Ít lắm mấy chị, có mấy cây em bắn rồi. Này là lẩu đó nghe em, nên là khách thương em mình lên địa chỉ giùm em mấy chị. Em lên chị Nguyễn Sáu một combo 12 cây nè. 12 cây kinh công em bán mấy chị 180 nha. Thanh lý nữa nha. 24 cây. 5 cây. 6 cây. Với lại không kịp bán mấy chị, chứ ở đây cái lùng nhỏ nhỏ cái chuột cắn hết trơn. Đây 247 cây chị nè. 9 cây chị nha. 10 cây ạ. 11 cây. 12 cây. 12 cây kinh công cho chị nha. Em lên cho chị Lương một combo chị Lương nha. Chị Lương có bỏ giá thể không? Chị Lương để em bỏ cho nhà ship chị Lương. Tại chị Lương gửi bài á. Chị Lương một combo 12 cây nha. Em bán 15 ngàn cây thôi. Lỗ luôn. Đi. 5 cây nè. Giá này không được giá nhập vô rồi mấy chị ơi. 2, 4, 6. Chưa được nữa giá nhập vô. Tại hàng kinh công này nhập vô 35 ngàn hàng bông. 35 ngàn hàng bông mấy chị. Thùng 100 cây. 35 ngàn hàng bông. Bán mấy chị giá 60 ngàn. Nhiều khi bán bữa bán 55 ngàn chị là được 20 ngàn cây. Bây giờ là bán lỗ bên xác. 2, 4, 6. 6 với 3 là 9. 10, 11, 12 cây. 12 cây chị Lương nha. 12 cây bỏ vô tại chị Lương nè. Cho chị Long Nguyễn một combo mang ghế lấy. Còn hết. Lấy xuống chị Phước. Còn nếu mà giá hàng lá thì nhập vô là 30 ngàn. 30 ngàn giá hàng lá. Nhưng mà này bữa em nhập giá bông nè. À cho chị Long Nguyễn một combo nha. 4 cây chị Long Nguyễn. 5 cây. 6 cây. 7 cây kinh công chị Long Nguyễn nè. 9 cây. 10 cây. 11 cây. 12 cây kinh công chị Long Nguyễn. Còn kinh công vậy? Hết rồi. 1 kia là gì vậy? Mấy chị muốn thích lên đủ màu không? Em lên đủ màu cho. Em hết rồi. Em hết rồi nghe. Thí Phong Nguyễn á, Thí Hồng Nguyễn ơi, để còn một mấy cây. Còn có 2 cây chị Thí Hồng Nguyễn ơi. Để chị Thí Hồng Nguyễn nghe 2 cây gặp đơn.
Ê, trong cái dọc bên đây nè dạ. Hả? Thì lấy mấy cái kia đi. Lấy cái đó là bán rẻ mấy chị luôn. Chị biết bằng nguyện em cho chị được 3 cây nha. 3 cây này về ghép dầu cũng đẹp rồi nè. Cho chị 3 cây trước nha. Hết rồi. Để em lên cái khác nó lý cho. Rẻ nó cho mấy chị nè. Em lên cho cái cây mà hồng sắc. Còn mớ hả? Đủ không? Để coi tí. Nó lặn với mấy cây kia. Coi còn đủ cho chị Thúy Phong Nguyễn không? Hết rồi. Cho chị được 3 cây nha. Nhưng mà em lên cái này em bán rẻ cho mấy chị nè. 3 cây Thúy Phong Nguyễn đi, Thúy Phong Nguyễn đi. Thì em lên cái này em bán rẻ cái này. Này là 5 cánh trống dân nè. 2 cây. 3 cây 5 cánh trống dân là thơm luôn. Bốn cây 5 cánh trống dân là thơm. Bốn cây này em để cho mấy chị nha. 120.000 bán 30.000 cây cho mấy chị luôn nè. Đây. Bốn cây này là 120 thanh lý luôn cho mấy chị hết luôn nha. Bốn cây 5 cánh trống cho hoa thơm. Nè. 120 chị đẹp ngô. Chị đẹp ngô về ghép trong chậu này đẹp đẹp luôn. Lý rẻ cho. Lấy lên hết em thanh lý cho. Cái này á mấy chị nó có hồng sắc pháo trong đây nữa nè mấy chị. Hồng sắc pháo là cái màu hồng này nè. Em cho coi luôn. Còn mấy cây bán rẻ mấy chị chứ. Này cái giá này, giá em bán ra là bán lỗ hết nha. Nè hồng sắc pháo bữa bán mấy chị nè. Là cái cây này nè. Lấy cái sọt nó lên em bán rẻ. Đài xíu em lên em bán rẻ cho mấy chị luôn nha. Thấy thập cẩm trong đây đi, đủ màu đi. Hồng sắc pháo có nè. Lấy đủ màu đi. Combo cũng combo 12 cây đủ màu hết. Cũng có kinh công hồng sắc pháo bán mấy chị. 12 cây 180 luôn nha. 2 cây nè. 3 cây nè. Thôi cái cây này. Cây chị đại mỹ nhân cái gì. Rồi. Trong đây có 2 cây đại mỹ nhân nè. Đại mỹ nhân là cái mặt bông này mấy chị tầm bữa giờ. Cái mặt bông mà gọi là hiếm á. Thôi cứ cho đi. Nên là em ghi là combo lộn xộn mấy chị nha. Chứ bây giờ mà ôi cây này đắt lắm mấy chị ơi. Kệ đi. 4 cây nè. 5 cây nè. Combo cho chị tí ông xin lỗi tí ông Phạm nha. 2, 4, 5 giá nhập vô gấp. Cái này em gặp vô 50.000 cây nè mấy chị. 5 cây nè. 6 cây nha. 7 cây. Này lòng xuất pháo nhiều lắm. 8 cây. 9 cây. 10 cây. 11 cây. Cái này cái chuồn quá vậy. Cái nắng chuồn chuồn nè. Là 12 cây. Anh nhân cua chưa có. Em lên cái này Thí Phương Phạm nha, Cường Melody một combo nha. Em bán combo 12 cây, 12 cây 180 luôn nè. Thầy gì không biết lầm luôn. À cái này là cái dàn lai ben. Hồng sắc pháo bông to. 3 cây nè. 4 cây. 5 cây đủ màu trơn. Có lai cát cho mình luôn nha. 6 cây. Đây là cây chủ ngọc luôn. 7 cây. Lưỡi bò tím. 8 cây.
đen lai mỹ nhân chín cây, 10 cây, 11 cây, 12 cây. Cho cô ăn hãy thích một combo nè. Cái cây là cây hồng mỹ nhân, nó hàng sưu tầm mấy chị, giá nhập vô là 50.000 cây nè. Bữa em bán mấy chị 75.000 á. Cô ăn hãy thích nha. Một cây cho ăn thích. Nắng nè, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây, chanh chao 8 cây, 7 cây, 8 cây, chù chù 9 cây, 5 cánh trống quốc dân 10 cây, 11 cây, 12 cây. Chị Hương Ngô một combo 12 cây nè. Đẹp lắm luôn đúng không? Săn đúng không? Em nói thật sự khách săn nhiều lắm, với chị không có giống luôn nè. Giống như là những cây đó em bán hết rồi, mà kiểu như gọi khách không cái máy á, nó có 1-2 cây á, cái nhiều khi để trong góc không nhớ, giống nhớ tới nó không bán. Chị Hương Ngô combo nè. Hai cây nè, 3 cây chữ ngô, lấy mấy cây có bông nó lên đi, 4 cây chữ ngô, 5 cây chữ ngô nè, 6 cây, 7 cây, 12 cây 180.000. Cái 8 cây cho mình nè. Chỗ con. 9 cây. 10 cây. Hai con. Để cho chị xin không trắng lên. 9 cây. 10. Tiếng có gì sai sai nữa. 2, 4, 6, 7 3, 6, 7, 8, 9 12 cây đủ chị nè. 12 cây nha. Số Hương Ngô chị Nguyễn Sáu đợt bài combo lại khác đúng không? Ok chị Sáu. Sáu này kinh công đúng không? Tới với chị mấy cây la cát chị chưa? Em sẽ đợi cho chị Nguyễn Sáu 4 cây nha. Lấy 4 cây của chị Nguyễn Sáu ở đây. 91 rồi. Khánh An Võ Ngọc 12 cây. Này hàng này 60 ngàn cây nữa chị. Lấy luôn cho. Trần Thanh Hương trước nha. Thần Hương một combo Trần Thanh Hương nè. Anh chị nào muốn nhà ship mà mọi giới thể cho. Em cho chị 4 cây kim công trong đây nè. Lấy 4 cây kim công thôi. 24 lấy 4 cây này quả bao nữa cho chị. Cho chị 4 cây kim công trong đây luôn nè chị Hương nha. Lấy 4 cây kêu qua đó. 8 cây nè. 9 cây. 10 cây. 11 cây. 12 cây. 180. Khánh An Võ Ngọc một combo à. Bán 15 ngàn. Hết hả? Lấy mấy cây có bông kìa, mấy cây có bông cho mấy chị. Anh Nhân Cua nãy anh comment đó là cái combo kinh công em hết. Nên là giờ muốn combo này không em móc cho. Để mà, lấy mấy cây kia.
cái rủ mặt bông cho chị luôn cái Khánh An, Quả Ngọc ơi. Em để bông vậy nè. Cây là cây vảy rồng nữa nè. Cây vảy rồng luôn nha. 4 cây. 5 cây. Burana, nắng bỏ lô tím 7 cây. 8 cây. 9 cây. Canh ba luôn là 10 cây. 11 cây. 12 cây. Chuột đâu rồi? Anh em cho nhân cua một combo đủ màu nhân cua nha. Có cây mùa bích riêng lẻ nào mấy chị? Cây này bán lẻ ra tới 100.000 cây lận. Anh chị nào có lấy em để cho 50.000 cặp đơn. Bán lỗ luôn nè. Mùa bích xưa á, cây 50.000 nha. 50.000. Thằng Thanh Hương có một combo mấy chị. Có được cây mùa bích xưa mấy chị. Cây này bán lẻ ra tới 100.000-120.000. Em lên chanh nhân cua một combo nè. Lấy mấy cây cua hoa đủ mắt bông đi. Khoảng 60 bít 50.000 cặp đơn. Lấy mấy cây có bông lấy đủ màu cho nhân cua đi. 2 cây. Mấy cây chứ? 3 cây. 4 cây. 5 cây. 12 cây sách đi đâu vậy? Về nhà chơi không rồi ra đi quậy. Đúng mốt. Một combo cho chị Ron Lê nè. Đủ màu chị Ron Lê nha. Có vàng tia đỏ trong đây nè chị Ron Lê nha. 3 cây chị Ron Lê nè. Đưa mấy cây tím nào đẹp hồng sắc báo chị luôn. 5 cây chị Ron Lê à. 7 cây. 8 cây. 9 cây. 10 cây. 12 cây chị Ron Lê. Thằng Tân Hương có rồi. Không có gì chị Sáu. Chị đẹp ngô một combo nha. Đủ màu chị đẹp ngô nè. Khánh An Võ Ngọc xả combo chị Khánh An Võ Ngọc. Cả
cái combo chị Khánh ăn, Võ Ngọc chuyển qua cho chị Mai Kiều Thí nha. Đủ màu hết trơn á. Mai Kiều Thí có đơn nha chị. Hay thông tin giúp em nha. Em đang chị đẹp ngon combo đủ màu nè. Mười lăm, 12 cây 180 ngàn, 15 ngàn một cây. Chị Ron Lê có combo đấy, chị Ron Lê. Đây là ba cây chị đẹp ngô, hàng này toàn làng lai đều đẹp không à. 5 cây chị học đẹp ngô nè, kinh công là 6 cây nè, 7 cây, 8 cây. Làm cánh trống dâu hoa thơm luôn 11 cây. Tròn tròn 12 cây chị nè. Cho Phạm Hải một combo 12 cây. Còn hết. Em địa chỉ luôn nghe, em bán với chị là 12 cây nè, 180 ngàn, 15 ngàn cây. Xíu có cái này xíu em sẽ tặng cho mấy chị nè. Để đi. Cái cây đó tặng cho mấy chị đi. Có một số cây xíu sẽ tặng cho mấy chị đây. Trong cái sọt này không lấy hả? Phạm Hai nè, 3 cây. Chỗ một tiếng cũng là 4 cây. Có mấy cây này nè mấy chị, hàng đẹp quá trời nè. Hai cây, ba cây, bốn cây. Cái là nắng trên trâu nâu trong đây luôn nè. Sáu cây, bảy cây, tám cây chanh dao,
9 cây, 10 cây. Chốt 10 cây này 220 đi. 10 cây này 220 giùm em nha. 10 cây 220. Cho cô ăn này thích 10 cây gặp đơn. Mai Thí Kiều có gì mai nhân viên chụp đi coi nha chị Thí Kiều. Cái này lẻ lẻ luôn. Mấy chị, em có mấy cây này em tặng cho mấy chị nha. Ít thân, một khách em tặng 5 cây. Khách nào nãy giờ có đơn em tặng cho nha. Anh chị nào mua nhiều nhiều em tặng cho nè. Em thích. Cái này là em tặng nha, không tính tiền. Lướt ngẫu nhiên nha. An ấy thích tặng 5 cây. Nó một mầm nè. Đẹp ngô tặng 5 cây. Tặng là tặng 5 cây chứ không có tặng 1. Đẹp ngô tặng 5 cây. Nó chỉ có một thân thôi nhưng mình tặng cho khách có đơn. Có đơn mới tặng. Anh lấy 50 ngàn trả tiền ráp Vân đi. Thôi. Lấy sổ nha. Cái đó mà lấy tiền đó rồi. Lấy tiền em à. Thôi lấy đi đó em đắp qua. Ừ. Thí bông vàng tặng 2 cây. Giờ là nói hết nổi cho đi tặng nó. Viết đâu vậy? Mấy chị comment lên em thấy em tặng cho nha. Suzy Trần có đơn chưa? Tặng chị Suzy Trần 3 cây đi. 3 cây Suzy Trần. Em tặng 5 cây luôn cho nó rồi mấy chị ơi, chứ mệt quá. Bốc quầy. Có ai giống như em không? Ai giống như em không? Ngồi đi tặng. Nó một thân nhưng mà không, cũng tương đó không phải là xấu đâu nha. Cho chị Thủy Tiên 3 cây nè. Quên đó, thầy comment lên em tặng cho. Comment em lấy tặng cho. Cho chị Nguyễn Lương nè. Chị Nguyễn Lương đó giờ mua em nhiều thì chưa có trúng game đúng không? Chị tới giờ cho chúng cũng bán nha. Nên là mấy cây này về mấy chị dưỡng được, dưỡng giùm em nha. Vẫn dưỡng được, mấy chị không có dưỡng đâu. Thế nào mà chủ mai thì chủ mai mới xong view với ra view với chữ tôi nghe nè. Nguyễn Lương tặng 5 cây. Ô đâu không tặng cho mấy chị nha. Nguyễn Lương. Anh chị có đơn bỏ giấy tờ cho nó nhẹ, tao mất công nặng ship mấy chị. Mấy chị la làng. Lên đổ quá chưa? Lên đổ chưa? Chị lên đổ nè. Chị lên đổ 3 cây đi. Chị dành nhiều cho mấy chị. Lên đổ 3 cây. Có 5 cây luôn đi, mệt quá à. Chị lên đổ 5 cây. Trời đẹp ngô hả? Có tặng rồi, yên tâm. Đẹp ngô nãy vô xuống 5 cây chị đẹp ngô rồi. Lên đổ tặng 5 cây. Chứ không tặng gì chắc chị quánh em quá. Mấy chị nào có đơn tặng cho. Có đơn mới tặng nha. Tại vì sẵn đóng luôn cho mấy chị nha. Nguyễn Sáu có tặng chưa vậy?
anh nổ nha. Cái này cho anh nổ nè. Cái này cũng đem về vườn dưỡng cũng được mấy chị. Thôi tặng mấy chị. Điện sáo chưa có đúng không? Điện sáo chưa. Điện sáo tặng điện sáo luôn. 5 cây tặng. Mỗi chút nữa. Thường Melody có đơn chưa? Có đơn rồi, tặng cho nè. Mấy chị comment lên để em thấy nha. Không có tặng ở banh ra chết mấy chị ơi. Em tặng cho khách nào đã có đơn nãy giờ nha. Tại vì mấy chị có đơn em trống đi cho nó chị cho nó gửi lượt một luôn. Chứ không có đơn tội nghiệp em mấy chị cho chị sao nhai 5 cây nè. Cái này mình dưỡng tốt mấy chị. Về mấy mình bóc bớt cho thể ra. Xịt cái kia gì đó nhảy mầm dữ lắm luôn. Nè cho chị sao nhai 5 cây. Còn giờ em bóc lên tặng mấy chị luôn. Có thấy ai? Trần Thiên Nga. Tặng chị Trần Thiên Nga. Em thấy em tặng nè, đừng có chê cây này ngắn lồng nha. Cây này là cây kinh cọ. Cây vua mắt rồng á chị. Mắt rồng này là em bán ra 60 ngàn một cây nè. Nhập vô 45 ngàn. Trần Thiên Nga tặng luôn. Bỏ giấy thể không? Anh chị nào bỏ giấy thể nhớ ghi chú mai bỏ giấy thể nha. Long Nguyễn nha, tặng mai cái lấy nha. Em tặng hết đó cho mấy chị khỏi phong bì. Trời ơi, nó lấy tặng cho cái chết luôn. Trời, đừng có đi chia sẻ nói em đi cho Lan có mấy chị chia sẻ tùm lum la chắc chết em mấy chị. Trai ta. Chị Lon đúng không? Chị Sáu có rồi, chị Sáu. Sáu có rồi. Ghê không? Ngọc Nhã Nguyễn Hồng có đơn chưa? Nhã Nguyễn Hồng. Cho chị một combo nhớ tặng 5 cây nữa. Ôi ôi. Ôi ôi ôi. Thế còn không đây? Bán là phải bán có tâm cỡ này mới bán cho mấy chị. Lựa cái đẹp mới bán chứ còn cái xấu xấu không bán đâu. Bán mấy chị 15 ngàn cây cũng đáng giá 15 ngàn cây nha. Ok thì ăn này để xíu đi. Trần Thanh Hương như có rồi đúng không? 4 cây nè. Nhà Nguyễn Hồng đủ 12 cây chỉ không biết nữa. 6 cây. 7 cây. 8 cây. Anh ba luôn nè. 9 cây. Là 17 cây đúng không? Tặng 5 cây. Năm kinh trống quốc dân. Nhiều trời. 8 cây. 9 cây, 10 cây. Đây là 12 cây bán nha. 12 cây bán. Cho 2 cây đẹp coi. Bán là bán cho nó có. Bán là phải bán đẹp. Tặng 5 cây nè. Rồi 2 cây nữa gì. Không có, không ship, đã đi ship. Cho chị cỡ này luôn nè. Trời, bán cái này giờ không dám lên tiếng luôn. Không dám lên tiếng gì hết trơn. Không có lên tiếng gì luôn á nghe. Mấy chị nghe nhỏ nhỏ được nghe mấy chị, không dám lên tiếng. Cái gì đâu, cái này cạo lắm rồi, đừng có chịu luôn.
Nghe cho chị 5 cây. Không dám lớn tiếng luôn nè chứ nói. Vậy cái gì nè? Cái gì đây? Bộ bích 50 ngàn bán rồi. Bích 50 ngàn là bán rồi á nghe. Dạ tối em có like. Không. Trả ship luôn đi, không có tiền. Sao chị Hương, Trần Tính Hương một cái ô đẹp vậy? Trời ơi, về chiếc ô lô mà lan, biết cái gì chị kêu mình tặng chị nè. Thấy có còn cái tặng không? Chị Hương nè, cái ô đẹp. Còn cái tặng không vậy? Vấn đề là để coi còn cái tặng không nữa mới ghê chứ. Dép được không? Cho chị 6 cây. Cho chị 6 cây luôn. Cái gì chị xíu vô phạm như có tặng rồi mà. Tặng không? Trời ơi, tặng cái này cho chị Hương luôn. Tặng 2 cây và thêm 3 cây nữa đúng không? Hương em thương như chót hả? Đây em thương chị cho chót luôn nè. Em chia sẻ ngừng ít nha. Cho mấy người này người kia có cho vui nha mấy chị. 6 cây hả? 6 cây, em sạc 6 mà. Sạc chỉnh mà. Còi đó nghe. Dạ combo. Combo nghe ta. Mấy chị biết sao mà cái này nó còn nằm ở đây mà em báo mấy chị chỗ này không? Bị bơm. Bị bơm là cái thứ nhất. Không có thời gian bán là cái thứ hai. Cho chị Ngọc Phương Văn Thị một combo nè. 12 cây 108 chị nè. 3 cây Ngọc Phương Văn Thị nè. 4 cây nè. 5 cây. Cây bên lai là 6 cây. 7 cây. 8 cây. 9 cây. 10 cây. 11 cây. Cây Ngọc Phương Văn Thị cây đẹp luôn nè. 12 cây chị Ngọc Phương Văn Thị nha. Ba húi thú hoa. Tặng cho chị Ngọc Phương Văn Thị cây này nè. Tặng chị Ngọc Phương Văn Thị cây này gặp đơn nha. Một cây nha, một cây hơn nha. Nhưng mà cây này là cây bên nha. Tặng cái gì nè. Chị Hương này có tặng rồi đó. Ôi tức. Dạ combo nè, em bán cho mấy chị là 12 cây. Có 180 ngàn à. Bây giờ có cắt lại chưa tặng không trời? Băng Vũ chưa tặng. Anh Băng Vũ. Măng Vũ ơi, tặng cho anh cây đẹp. Không chị có nói gì lớn hết trơn mấy chị. Không có nói chị gì lớn hết trơn, nói nhỏ xíu à. Cái gì trời? Chạy anh nghe đúng không? Ok.
có mấy cây chấp hồng bán rẻ cho nè. Chị bán gì cho mấy chị á? Đây là mặt hoa của chấp hồng. Giờ có chọn cây cho tôi bán không vậy trời? Thì anh Quang nó chọn chấp hồng ít ra, anh cũng chọn chấp hồng mới bán. Chấp hồng này nha, em bán cho mấy chị, vừa bán vừa cho nè. 5 cây này là 2,5 nè, cái giá của nó gấp đôi cái giá này nha mấy chị, vừa bán vừa cho nha. 5 cây 2,5, hết rồi chị, hết vấn đề là hết cây rồi. Có cũng tặng nhưng mà hết, hết rồi. Cảm ơn quá đơn ba ta. Cây hồ đẹp đến vậy. Chốt cây hồ đẹp vàng nè, được mấy cây này. Chốt cho chị Phạm Thị Thanh Thúy nè, 5 cây em rủi nè. Là vừa bán vừa cho mấy chị luôn á. Cái giá nó 100.000 cây. Năm cây chấp hồng em rủi à. Chấp chuẩn nha. 5 cây hết luôn, hết luôn. Hết luôn rồi đó, còn những cây cuối cùng đó luôn. Hết luôn rồi, còn 5 cây cuối cùng nè. Chớp cho chị Thúy Quỳnh nè. Hôm nay tính Thúy cho mình tin nha. À có mấy cây tím cho bán rẻ cho. Mấy cây này đẹp luôn nè mấy chị. 2 cây nè. 2 cây nè. 3 cây nè. 4 cây nha. 5 cây. 6 cây. 7 cây. 8 cây. 9 cây. Nghĩ coi có mấy cái đó chưa mà em để vô. Nó là mấy suy nghĩ. 10 cây. 10 cây này em bán bằng lá cho mấy chị nha. Ủa vô mà. 2,5 đi. Bán rẻ luôn á. 2,5. Cây đủ màu mà, cây đẹp không mà. 10 cây 2,5 nha. 10 cây 2,5. Chốt cho băng vũ 2,5. Nãy em có tặng anh băng vũ cái cây gì đó nha. Chờ mấy cây bên kia lên chào. Kim Linh Trần 5kg bó thông gặp đơn. Đây là cái mấy cái đẹp nè. Có bông nè. 2 cây nè. 3 cây nè, tím quyết luôn. Ok Văn Vũ. Trồng thêm tím. 4 cây. Tím quyết luôn là 5 cây. Trồng thêm tím luôn là 6 cây. Tám gặp đơn em vẫn giữ bông cho mấy chị nha. Quá rẻ.
em vẫn giữ bông cho mấy chị đến cuối cùng. 180 gặp đơn. Cái đẹp quá. Cô An hãy thích rồi. Mấy chị có một mấy cái nắng chanh chao này bán rẻ đâu. Anh để dưới ngược rồi đó. Chanh chao nâu này cho coi một bông của chanh chao, tí một bông chanh chao vậy đúng hả? Trong rúp. Vừa bán thì cho luôn nha. Cây là 70.000 cây mấy chị. Một cây nha. Hai cây. Ba cây chanh chao. Bốn cây. Năm cây. Sáu cây. Má bị lỗi á. 180 gặp đơn. Nè. Nó đó. 180 gặp đơn nha. Đi là 180 chanh chao đi. Sáu cây. Em bán rẻ cho mấy chỗ bán gì cho đó nha. Chanh chao nâu đắt lắm mấy chị. Chanh chao nâu 6 cây 180. Chốt cho Cường Melody. Cho Hải Phan là combo 6 cây nè. Ba cây. Bốn cây. Năm cây. Sáu cây Hải Phan. Còn được 5 cây chanh chao 150 nữa đâu mấy chị. Cường Melody. Cường Melody là cái cây bên đây. Cái này là của Hải Phan. Còn được 5 cây chanh chao 150. Rớt chậu mà em bỏ chậu rồi chưa. 150 luôn nha. Hải Phan cách mới lên thông tin giùm em chị Hải Phan ơi. 150 hồi bích ti gặp đơn. Có mấy tỏi vàng đẹp mấy chị. Thì nghĩ là biết rồi, không có viên. 4 cây này 200 ngàn đi. Đắt lắm, này đắt lắm. Và là được đúng không? 70 ngàn cây, còn bao nhiêu ngàn? 200 ngàn đi. Thổ vàng, tự gấp cho chậu cho đẹp chơi. 4 cây này 200 ngàn, thổ vàng. Rồi, ớt luôn nha. Thổ vàng chú Quang ơi thích rồi. Chạy, chạy Phan ơi. Khách mới lên thông tin giùm em nha. Bốn cây 200. Có cây bên cam nè. Anh chị nào lấy đi em để cho 40 ngàn. 40 ngàn cực đơn. Bên cam. Chanh chao hồi bích ti 5 cây. 150. Chị bích ti Nguyễn chút sau nha. Dạ ok cô, con cảm ơn cô nhiều nha. Chốt cho chị Thí Huỳnh bên cam 40 ngàn. Bye bye. Hẹn gặp mấy chị vào lấy tối nay. Tối nay có nhiều hàng hot lắm. Mà đặc biệt là có một cái dòng này hoa thơm lắm, thơm. Bye bye mấy chị.